Thật là lợi hại, hắn thập phần thận trọng nói, tuy thần thức vô hình vô ảnh, sẽ không bị lực lượng gây thương tích, nhưng không có biện pháp ngăn cản pháp tác trùng kích. Càng là địa phương nguy hiểm, lại càng có bảo vật. Hai mắt đường điềm tỏa ánh sáng, một bên dùng tặc nhãn nhìn chằm chằm vào bờ mông của Lâm Lạc, rất có ý tứ một cước đá hắn xuống. Này này, đừng muốn hại người, Lâm Lạc vội vàng cảnh cáo nói, có nên xuống dưới tìm tòi hay không? Chu Hạnh Nhi nhìn về phía Lâm Lạc, Lâm Lạc nghĩ nghĩ, Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng có bảo vật hay không lại không có thể xác định, nếu vất vất vả và lại một chuyến tay không, vậy thì có chút thua lỗ. Vậy buông tha cho sao? Các ngươi trước tiến vào dưỡng tâm hũ, ta xuống dưới thử xem. Lâm Lạc vẫn là quyết định muốn xuống dưới dò xét đến tột cùng, vạn nhất thực sự có bảo vật gì, bỏ lỡ không khỏi thật là đáng tiếc sao? Ân, thậm chí có người tới trước rồi. Mấy người Lâm Lạc còn không có động tác, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay vào tới, đứng ở trước mặt của bọn hắn ba người này đều là nam tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ ẩn ẩn còn có sáng bóng hiện động khả năng là có được bảo vật thuộc tính phòng ngự chỗ tương đồng của ba người ở chỗ đều có một cỗ ngạo khí là cái loại tự hào xuất thân danh môn ba sơ vị thần hơn nữa tu vi toàn bộ là tam trọng thiên hai cái sơ kỳ một cái cuối cùng thì tiếp cận hậu kỳ tổ ba người như vậy ở trong minh mục chiến trường có lẽ cũng được cho là tương đối cường lực rồi chúng nữ phong sở liên đều đem khăn che kín mặt các nàng cũng không muốn bởi vì mỹ mạo bản thân mà dẫn phát chiến đấu không có ý nghĩa. Bất quá, ở trong Tu La sát tràng, loại cố kỵ này của các nàng là dư thừa, chỉ cần là trận doanh đối địch, thực lực của hai bên lại phân cách mà nói, như vậy một hồi huyết chiến là như thế nào cũng tránh không khỏi. Tuy lần này Lâm Lạc không có ẩn giấu thực lực, nhưng tu vi chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên làm sao có thể đủ trấn nhiếp ba sơ vị thần. Lâm Lạc không có ý đại khai sát giới, nhưng ở sát lục chi địa nơi này, cảnh giới không bằng người khác chẳng khác nào ở trên mặt dán một tấm bản mau tới giết ta. Cho dù Lâm Lạc gặp người nói lão tử có lỗ đen bí thuật, cùng dai vô địch, nhưng há sẽ có ai tin tưởng, chỉ biết xem hắn là muốn dựa vào chiêu này đến dọa người. Thất ca, như thế nào? Hai thanh niên sơ vị tam trọng thiên sơ kỳ đều nhìn về người cuối cùng nọ. Giết ha, miễn cho rước lấy phiền toái, nói sau, tuy bảy người thiếu một chút, nhưng còn hơn không có. Người nọ quét mắt trên người chúng nữ phong sở liên, Mặc dù không có thấy rõ hình dạng của các nàng, nhưng dáng người uyển chuyển, nhất định là mỹ nữ, đáng tiếc bọn hắn thân có sứ mạng, cũng không phải tới chơi nữ nhân, chỉ có đốt đàn nấu hạc rồi. Xem ra, tại đây thực sự có bảo bối a h, Lâm Lạc cũng không có đem ba người này để ở trong lòng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía hồ nước, trong này đến cùng cất giấu bảo bối gì, đáng giá ba sơ vị thần tự thân xuất mã. Ân, lại có người đến. Cái gọi là Thất Ca kia vừa mới nâng tay lên liền để xuống, ánh mắt nhìn về phương tây xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, lại là hai đạo nhân ảnh hiện lên, bên cạnh hồ nước cũng nhiều hai người trẻ tuổi, rất xảo chính là Liễu Thanh Mạn cùng đồng bạn của nàng, hai người đồng dạng có quý khí, hiển nhiên đều là xuất thân danh môn. Nguyên lai là hậu đại của phong công, Thanh Mạn tiểu thư cùng Bách Cương Huynh. Thất ca kia hướng về hai người Liễu Thanh Mạn nhìn sang, còn chắp tay thành lễ. Thì ra là ba vị lỗ gia của Thanh Lâm, thanh niên cùng Liễu Thanh Mạn chung một chỗ kia cũng là Liễu Thị Tộc Nhân, tên là Liễu Bách Cương, về phần bối phận cùng liễu thanh mạn như thế nào thật đúng là không thể tính toán thần linh thọ nguyên vô hạn không phải quan hệ huyết thống bình thường cũng là dùng cảnh giới phân địa vị thanh lâm cũng không phải thượng thiên thần trung nguyên thần hoặc là sơ vị thần chủ thành nào mà là thanh lâm thần quốc cùng liệt hỏa thần quốc giáp giới rõ ràng hẳn là tử địch nhưng xem bộ dạng hai bên tâm bình khí hòa tựa hồ căn bản không có ý tứ đánh đập tàn nhẫn quả nhiên giết chóc chỉ thuộc về nhân vật tầng dưới chót những hào phú có lai lịch lớn này là vì bảo vật nơi đây mà đến. Ba người lỗ gia này theo thứ tự là lỗ đạt hiếu, lỗ nhĩ dương cùng lỗ đông quân, lỗ đông quân chính là thất ca sơ vị thần tam trọng thiên tiếp cận hậu kỳ. Thanh mạn tiểu thư, bách cương huynh, người tới trước là được, mọi người đừng tổn thương hòa khí như thế nào. Lỗ đông quân mỉm cười, chỉ chỉ mấy người lâm lạc. Xem mặt mũi hai vị, chúng ta không giết mấy người này là được. Ha ha ha, Liễu bách cương cười to, tựa hồ hiện ra một tia xem thường. Đông quân huynh, ngươi cho rằng giá trị mấy người này vượt qua vật kia sao? Nói sau, các ngươi cũng chưa chắc giết được mấy người này. Lỗ đạt hiếu cùng lỗ nhĩ dương nghe vậy cười to, bọn hắn làm sao nhìn không ra lâm lạc chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên. Những người khác càng không cần phải nói, trong ba người bọn họ tùy tiện chọn một cái đi ra có thể đơn giản chấn giết những người đó. chương 1201, Hoàng Kim Bàng Giải, hai Lỗ Đông Quân thì xoay chuyển ánh mắt, ở trên người lâm lạc dạo qua một vòng, lộ ra một dáng tươi cười. Không gian pháp tắc, đây mới là trí tuệ của đầu mục, chỉ là vừa nghĩ lại liền nghĩ đến đáp án có khả năng nhất. Liễu Bách Cương nhún vai nói, cũng đừng nhường tới nhường lui, ra tay đi, nắm tay người nào lớn đổ đặc quy người đó. Bách Cương huynh tựa hồ đã tính trước, lỗ đông quân đứng chắp tay, chúng ta đây có ba người, hai vị muốn cùng chúng ta so nắm đấm lớn, tựa hồ có chút ngây thơ đi à nha. Có ngây thơ hay không, còn phải đánh qua mới phân ra cao thấp liễu bách cương phong khinh vân đạm nói tựa hồ trong mắt hắn ba người đối phương bất quá là tiểu bối hư thần cảnh tùy tiện một ngón tay cũng có thể chấn chết khẩu khí thật lớn hai người khác của lỗ ra đồng thời hư lạnh nói cũng không phải bọn hắn không có lòng dạ gì nhưng lỗ đông quân đã làm chủ soái vậy do bọn hắn nhảy ra làm người tích cực dẫn đầu rồi phóng ngựa tới đi liễu bách cương nâng tay làm động tác khiêu khích nói cái này lỗ đông quân cũng có chút động hỏa khí tu vi song phương tương tự dù là nhân số giống nhau Liễu Bách Cương cũng không có tự tin này, đây cũng không phải tự tin mà là cuồng ngạo. Vậy hai vị ở trên đường hoàng tuyền đi vui vẻ là tốt rồi. Lỗ Đông Quân mắt lộ ra sát khí, "Thất ca, mấy người này thì sao?" Lỗ Đạt Hiếu quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc nói, "Cùng một chỗ giết." Lỗ Đông Quân lạnh lùng nói ra, bọn hắn vốn là quan hệ đối địch quốc, chính là tử địch, trước kia khách khí đối với hai người Liễu gia, chính là vì song phương đều có được bối cảnh thâm hậu, đối phương đồng dạng thực lực bất phàm dùng ba đối hai bọn hắn cũng chỉ có thể thắng thảm nói không chừng liền có người bị bắt xuống nước làm đệm lưng nhưng vật trong hồ kia quá mức chân quý tuyệt không có khả năng bởi vì sợ chiến mà quay người rời đi đã muốn ra tay vậy không có tất yếu hạ thủ lưu tình rồi toàn bộ giết chết đạt hiếu người bắt lấy mấy người kia ta cùng thất ca đối phó hai vị cao thủ liễu ra này lỗ nhĩ dương nhìn chằm chằm vào liễu thanh mạn trong ánh mắt có một tia hào quang dâm dục bất quá đối phương cũng là sơ vị thần khả năng muốn bắt giữ thi bạo gần như bằng không, chỉ có thể là thủ tồi hoa rồi, thật sự là đáng tiếc. Việc nhỏ, đợi ta giải quyết những người này xong, lại đến giúp hai vị huynh trưởng. Lỗ đạt hiếu chuyển hướng mấy người lâm lạc, đem tay phải dơ lên cao cao, một đạo liệt diễm lập tức ở trên tay hắn đốt lên, sau đó khuếch trương thành một màn hỏa diễm, đem bọn người lâm lạc bao lung ở trong đó. Hắn là sợ lâm lạc dùng không gian thuấn di chạy trốn, dùng hỏa diễm phát tác phong tỏa khu vực chung quanh. Mấy vị, các ngươi xuất sư bất lợi chỉ có thể trách mạng của mình không tốt lỗ đạt hiếu lộ ra một dáng tươi cười âm trầm không có ai biết hắn kỳ thật rất thích giết người hơn nữa còn là hành hạ đến chết người ở trước khi chết kêu thảm thiết thê lương với hắn mà nói là hưởng thụ tuyệt vời nhất lâm lạc nhếch miệng đem hai tay phẩy phẩy nói thế thì chưa hẳn theo ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen sợ là gần đây có tai họa chết người hư sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng lỗ đạt hiếu mở ra tay phải rầm 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 từng đạo hỏa diễm tạo thành mãnh thú tuôn ra mà qua, ai cũng ngửa mặt lên trời làm lấy hình dáng gào thét, sau đó hướng về mấy người lâm lạc nhào tới. Lâm lạc đoạt trước nửa bước, công kích cấp bậc sơ vị thần ngoại trừ quái thai sư ánh tuyết ra, những người khác bị đụng phải thoáng một phát không phải chết cũng lập tức trọng thương. Hắn tùy ý chém ra một quyền, oanh kích trong không khí, lực lượng cường đại tuôn ra, không gian chung quanh lập tức như là ván cửa vỡ tan rất xuống, binh binh bằng bằng, hiện ra vô số đạo không gian vỡ vụn, Lúc này đây công kích của lỗ đạt hiếu lập tức bị hóa giải, tất cả hỏa diễm bị dập tắt, kể cả hỏa màn hắn dùng để giam cầm lâm lạc dùng không gian thuấn di đào tẩu. Ân, còn có chút năng lực, lỗ đạt hiếu biến sắc, rõ ràng một quyền có thể hóa giải công kích của hắn, người này tuyệt đối không chỉ tu luyện một loại pháp tắc, nếu không sẽ không có năng lực như vậy. Cũng chỉ so với người mạnh hơn một chút, lâm lạc mỉm cười, ít xính miệng lưỡi lợi hại đi, lỗ đạt hiếu mở hai tay ra, oanh, từng đạo hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn phun dũng mà ra, như là có tánh mạng, hắn mục nhìn lâm lạc, từng bước một đi tới, sau lưng đã trở thành một biển lửa, ngay cả hồ nước phụ cận cũng bị nhiệt độ cao đun sôi, đốt lên một mảnh hơi nước. Lâm lạc giơ nắm tay phải lên nói, vậy thì đến thử xem quả đấm của ta a à. đi chết, lỗ đạt hiếu quát lên một tiếng lớn, hắn đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một quyền oanh ra, giống như một đạo lưu tinh hướng lâm lạc oanh tới. Ba, đúng lúc này, một đạo thủy tiến đột nhiên từ bên trong hồ nước bên cạnh kích xả tới, xét lạnh chi khí bao phủ, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới trên người Lỗ Đạt Hiếu, lập tức xuyên tim, hỏa diễm toàn thân dập tắt, đồng thời bị lực lượng bổ sung của thủy tiễn kích bay ra ngoài, cuồng phun thần huyết, trên không trung tạo thành đạo thủy tiễn thứ hai. Đạt Hiếu, Lỗ Đông Quân cùng Lỗ Nhĩ Dương đồng thời kinh hô một tiếng, tuy bọn hắn cùng hai người liễu ra triển khai kịch chiến, nhưng song phương còn ở vào giai đoạn thử lẫn nhau, cũng không có sử dụng toàn lực. Bởi vậy đều có lúc rối rãi mắt nhìn xung quanh huống chi một đạo thủy tiễn này tạo thành động kính to lớn như thế. Hai người liếu ra cũng không có thừa cơ động thủ, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn chầm chầm đến trên mặt hồ, bởi vì ở đó xuất hiện thế lực thứ tư. Một con cua cực lớn, con cua này chỉ ít cao chừng năm trượng, toàn thân vàng óng ánh, như là dùng hoàng kim đúc thành, hai tròng mắt hoành đi ra tựa như đèn lồng, vẫn còn lúc lên lúc xuống mà đong đưa lấy. Thực lực thật cường đại, một kích liền dập tắt hỏa diếm của lỗ đạt hiếu, thậm chí còn oanh hắn thổ huyết, chẳng lẽ là hung thú cấp bậc trung nguyên thần? Không đúng, ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, con cua này thậm chí mới vừa vặn đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, cảnh giới so với lỗ đạt hiếu còn yếu hơn một chút. Nhưng có thể một kích đánh bay lỗ đạt hiếu, vậy cũng chỉ có một khả năng, lưỡng hệ thậm chí càng nhiều hệ pháp tác cùng tu. Hơn nữa, con cua này cũng cho Lâm Lạc một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Là, huyết thú, chuyện gì xảy ra, vì cái gì con cua này sẽ cho hắn loại cảm giác này. Không ổn, Hoàng kim huyết giải này đột phá, Lỗ Đông Quân cả kinh kêu lên, lúc này, Lỗ Đạt Hiếu cũng từ trên mặt đất bò lên, trên ngực nhiều hơn một miệng vết thương, có thể thấy được một kích vừa rồi kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn lưu chuyển thần huyết, đem miệng vết thương vuốt lên, trong ánh mắt có loại không nghĩ mà sợ. Chương 1202, Bảo y, một, một kích kia, thiếu một chút liền trực tiếp xóa đi thần hồn của hắn. n BOANG, hoàng kim bàng giải cắt cắt hai cái kìm lớn uy phong bắt diện như đại tướng quân thống ngự vạn quân. Hoàng kim bàng giải này có đại uy thế bế nghệ chúng sinh, vung vẩy lấy hai cái kìm lớn, tựa hồ tuyệt không đem mấy nhân loại trước mặt để vào mắt. Kỳ quái chính là, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới sơ vị thần, đầu hung thú này rõ ràng còn không có biến hóa, thậm chí không có trí tuệ đáng nói, tản mát ra một loại hàn ý cuồng bạo, khát máu. Nhị vị liếu ra, đầu xúc sinh này đã lên cấp, chúng ta phương nào cũng không có nắm chắc 10 phần cầm xuống nó, tạm thời liên thủ như thế nào. Lỗ Đông Quân lập tức chuyển đổi tâm tính, hướng hai người Liễu Thanh Mạn nói ra. Liễu Bách Cương nao nao, nhân tiện nói, vậy liền liên thủ, năm người từng người tản ra, quay chung quanh chung quanh hoàng kim bàng giải, nhưng hai người Liễu ra, ba người Lỗ ra đều là cùng người mình cận thân chút ít, tuy là liên thủ, nhưng chỉ có thể nói là hai tiểu đoàn thể từng người tự chiến. Vô luận là xuất phát từ lợi ích bản thân, hay là lập trường, bọn hắn đều không có thành thật với nhau, không có khả năng đem phía sau lưng mình giao cho đối phương, bởi vậy, có thể không lẫn nhau là địch cũng đã không tệ rồi. Wow, con cua thật lớn, bổn ma vương muốn thu tới làm tòa kỵ. Sư ánh tuyết lộ ra vẻ hưng phấn, chứng kiến đồ đạc mới lạ sẽ có loại phản ứng này, mười đủ mười tâm tính tiểu hài tử. Nói xong, nàng móc ra một cái túi, từ bên trong lấy ra một viên hỏa long đạn màu đỏ, là đại sát khí dọa bách tùng đào trật vật chạy trốn kia, muốn hướng hoàng kim bàng giải ném đi qua. Đợi một chút, lâm lạc thò tay bắt lấy cổ tay của nàng trước hết để cho bọn hắn đánh nhau chết sống đã. Ha ha ha, sư ánh tuyết chuyển mắt to đen nhánh, như là tên trộm mà nở nụ cười, nàng cùng đường điềm đồng giặc, là người e sợ cho thiên hạ bất loạn, có trò hay lại há có thể bỏ lỡ. Tiểu nha đầu lấy ra một khối ngọc thạch làm ghế, sau đó hướng phong sở liên nịnh nọt nói. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi nhanh ngồi xuống, nữ vương ngạo kiều không chút nào khách khí ngồi vào cái ghế, mà tiểu nha đầu thì ở trên đùi của nàng, một bộ hạnh phúc tràn đầy. Ân, biểu lộ của phong sở liên siết chặt hướng lâm lạc vẫy vẫy tay thối thối phu quân người ngồi xuống thử xem làm sao vậy lâm lạc đi tới mà bên kia hoàng kim bàng giải cũng đã cùng năm người lỗ đông quân đại chiến lực lượng chấn động pháp tác hỗn loạn cuốn đến nước trong hồ khích xạ một mảnh hỗn loạn cái ghế rất này lớn phong sở liên dịch chuyển nửa người để cho lâm lạc có thể ngồi xuống cũng làm cho sư ánh tuyết bất mãn chu miệng nhỏ nhắn xú ra hỏa này lại đoạt chỗ của tỷ tỷ đại nhân nàng Ô. Lâm Lạc cũng đồng dạng phát ra một tiếng thét kinh hãi, mới ngồi xuống trên mặt ghế đã cảm giác được vô số linh khí theo tứ chi trăm mạch hướng trong cơ thể thẳng tuôn, tâm thần buông lỏng, có thể đơn giản cảm ứng được thiên địa đại đạo bốn phía. Ngồi ở trên cái ghế này tu luyện, như vậy vô luận là lực lượng tích lũy hay là lĩnh ngộ đối với pháp tắc, ít nhất phải nhanh gấp 10 lần so với bình thường, không, ít nhất gấp trăm lần. Lực lượng tích lũy cũng được rồi, thần linh cũng không thiếu thời gian, mấu chốt là lĩnh ngộ pháp tắc a hát, ngồi ở trên mặt ghế phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, dùng thiên địa làm xúc giác, cảm ứng pháp tắc tự nhiên không hề khó khăn. Đương nhiên, đây đối với lâm lạc là không dùng được, trong tử đỉnh chấn năm cấm tự, đây chính là pháp tắc trí cao, xa xa cao hơn pháp tắc bình thường ở giữa thiên địa. Pháp tắc cấp bậc thần vương lại chỉ có thể từ trong chủ thần khí rút ra, nếu không căn bản không có biện pháp khác đạt được. Điểm ấy là thần giới công nhận, mà nói đến lực lượng tích lũy, tuy này có thể tăng lên tốc độ gấp trăm lần, nhưng cân nhắc đến tư chất vô cùng kém của Lâm Lạc, muốn tăng lên nhất trọng thiên khả năng muốn 10 tỷ năm, hiện tại rút ngắn đến người. Không 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 vạn năm, thoạt nhìn rất tốt, nhưng có thể so sánh cùng hỗn độn dung lô luyện hóa vạn vật, trực tiếp rút ra lực lượng sao. Đối với Lâm Lạc mà nói, đã có tử đỉnh hắn có thể bỏ qua bất luận bảo vật gì, không đáng vì hạt vừng mà vứt bỏ dưa hấu đã ôm trong tay. Nhưng cái ghế này đối với phong sở liên hoặc là tô mị, nam nhược hoa. Mà nói, lại là tồn tại vô cùng chân quý, đặc biệt là những người còn dừng lại ở tinh vực cảnh kia, nguyên bản cần 10 năm đến ngàn năm mới có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong, nhưng nếu có cái ghế này tương trợ, cho dù tô mì tư chất kém cỏi nhất cũng có thể ở trong vòng 10 năm đạt tới. Mà sau khi nhập thần cảnh, tác dụng của cái ghế này lại càng lớn, có thể sâu sắc tiết kiệm mọi người ở trên lĩnh ngộ pháp tắc, trên tích lũy lực lượng, giá trị của nó lâm lạc cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Tiểu nha đầu người cũng quá không có suy nghĩ rồi, có đồ đặc tốt như vậy đến bây giờ mới lấy ra. Lâm Lạc đứng lên, cũng mời những người khác đến ngồi lên đi thể nghiệm một chút, để cho bọn người mai hoa tiên tử cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Oai à a a à, a, loại đồ vật này ngươi coi là hiếm có, nhưng trong nhà nữu nữu không biết có bao nhiêu. Sư ánh tuyết rất là dám thi nói, nếu như Lâm Lạc có thân gia như vậy, vậy hắn quả thật cũng có thể đủ dám thí một chút, hắn cười hắc hắc nói. Đã như vậy, cái ghế này đưa cho ta rồi, phi phi phi, người lớn như vậy còn ham đồ vật của tiểu hài tử, thật sự là không biết xấu hổ. Sư ánh tuyết khinh bỉ không thôi, sau đó ôm phong sở liên hủy đi góc tường nói. Tỷ tỷ đại nhân, người vẫn là nhanh ly khai nam nhân không có tiền đồ này a. À. Tiểu nha đầu, không được nói bậy con dẹp phu quân. Phong sở liên ôm đôi má của sư ánh tuyết dậy dỗ. Vâng, tỷ tỷ đại nhân, sư ánh tuyết hủy khuất nói, từ trong ngực phong sở liên nhô đầu ra hung hăng mà trừng mắt nhìn lâm lạc. Tiểu nha đầu, cái ghế này còn có nữa không? Lâm lạc không biết đủ mà hỏi thăm, ghế chỉ có một cái mà người lại nhiều như vậy thật sự là luân phiên không đến a AH. hát có sư ánh tuyết gật đầu vậy đều lấy ra đi dù sao đối với người cũng vô dụng lâm lạc đại hỉ nói cảnh giới của tiểu nha đầu tăng lên không phải dựa vào tu luyện mà là theo thời gian trôi qua tăng trưởng tu hay không tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng cảnh giới của nàng tiến triển ở trong nhà sư ánh tuyết giang tay ra khóe miệng của lâm lạc lập tức co lại nhìn xem dáng tươi cười của tiểu nha đầu biết là bị nàng đùa nghịch một hồi rồi. Nhưng một bả thì một bả a, à, loại bảo vật nghịch thiên này vốn không không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ có thể để cho mọi người xếp hàng thay nhau ra trận. Hai vị, lúc này còn không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở đây. Chương 1203, Bảo y 2, đang lúc bọn người Lâm Lạc nói chuyện, năm người Lỗ Đông Quân cũng cùng Hoàng Kim Bàng giải đánh cho khí thế ngất trời. Tuy bọn hắn ở trên số lượng chiếm ưu thế, nhưng lại bị đầu hung vật kia toàn diện áp chế, trên người mỗi người đều là treo đầy thần huyết, bộ dáng tương đối thảm. Cũng bởi vậy, lỗ đông quân nhịn không được hướng hai người liễu ra giống lên. Hừ, vậy các ngươi như thế nào không trước tế ra thần khí? Liễu thanh mạn lạnh lùng nói ra, trong mắt lỗ đông quân lóe lên hàn mang, cũng không có phát tác đi ra nói. Mọi người cùng nhau dùng, hai tay của hắn kết xuất vài đạo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm mạnh mẽ quát. Tế, xíu, yêu yêu, một đạo hỏa diễm phóng lên trời, chính giữa chán của lỗ đông quân bỗng nhiên dạn nứt, phảng phất sinh ra một con mắt dọc. Hắn hóa trưởng thành trảo, mạnh mẽ tham tiến ở bên trong ót, theo hắn thống khổ chu lớn, hắn nhổ tay mà ra, một thanh trường kiếm toàn thân đốt lên hỏa diễm cũng tùy theo rút ra, thật giống như biểu diễn tạp kỹ. Đường điềm, sự ánh tuyết lập tức nhìn mà hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời ba 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 vỗ tay không ngừng. Đường điềm cực kỳ keo kiệt thậm chí còn ném ra một khối thần tinh khen thưởng, đương nhiên là hạ phẩm đấy. Mà điều này cũng làm cho lỗ đông quân tức giận đến trong nội tâm cháy bùng, thực cầm hắn là siết ảo thuật đầu đường hay sao? Hơn nữa, chỉ ném đi một khối hạ phẩm thần tinh, cái này thật sự nhục nhã người. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ trước bay vút qua một kiếm gọt sạch đầu hai người này. Nhưng hiện tại lỗ đông quân cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát, trước giết đại địch nói sau. Viêm long kiếm, liễu thanh mạn cùng liễu bách cương đồng thời kinh hô một tiếng chỉ là phó kiếm mà thôi. Lỗ đông quân thò tay, mắt dọc khép kín, mà hắn tựa hồ cũng bị rút ra mất hơn phân nửa tinh lực, cả người lộ ra mỏi mệt chi sắc. Viêm long kiếm chính là chấn tộc chi bảo của lỗ gia, thiên thần khí. Bất quá, mặc dù lỗ gia có qua lịch sử cực kỳ huy hoàng, nhưng thời trẻ qua mau, luôn luôn có thời điểm tàn lụi. Từ khi vị tổ tiên thượng thiên thần kia ở một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, thanh thế của lỗ gia tự rất xuống ngàn trường, cũng may còn có viêm long kiếm tỏa chấn, nên không có bị người chiếm đoạt diệt tộc mấy chục triệu năm trôi qua lỗ gia cũng liên tiếp ra nhiều thiên tài đáng tiếc chính là không có một cái nào có thể tiến vào thượng thiên thần đạt được viêm long kiếm nhận chủ bất quá viêm long kiếm y nguyên đối với lỗ gia trung thành và tận tâm cũng dùng đại năng lực rút ra thiên địa hỏa diễm pháp tắc tạo thành ba phó kiếm chính là cấp bậc sơ thần khí đỉnh phong người đạt được phó kiếm nhận chủ có thể ở trình độ nhất định câu thông chủ kiếm rút ra pháp tắc của thượng thiên thần trong đó chẳng những có thể phát huy ra đại uy năng, càng có thể sớm tiếp xúc pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, là trí bảo của mỗi người lỗ ra đều tha thiết ước mơ. Muốn đạt được phó kiếm nhận chủ cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một thời đại lỗ ra, người có thể nắm giữ phó kiếm đều là nhân vật có quyền hành tương lai của gia tộc, tiến vào trung nguyên thần là tất nhiên. Khó trách hai người liễu ra chứng kiến viêm long phó kiếm sẽ phát ra kinh hô. Bất quá, tuy viêm long phó kiếm uy lực cường đại, nhưng vì quá cường đại, đối với người chịu tải mà nói cũng là một đại gánh nặng, chỉ là tế gia cũng muốn hao tổn mất nửa cái mạng ra, không phải đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt không có khả năng sử dụng. Mà bây giờ là đến thời điểm phải liều mạng, hai người liễu ra liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có loại kinh hãi, trước kia bọn hắn đã tính trước, nhưng tuyệt không nghĩ tới lỗ đông quân vậy mà đã nhận được viêm long phó kiếm, chuyện hôm nay có chút khó làm rồi. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, bọn hắn cũng đồng thời tế ra một kiện thần khí, Liễu Thanh Mạn dùng là một cây thước màu xanh biếc, mà trong tay Liễu Bách Cương lại là một cây quạt nhỏ, bị một đại nam nhân cầm, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng nhìn xem không được tự nhiên là một việc, uy lực thế nào lại là chuyện khác rồi. Tâm Mộc Xích, Phong Huỳnh Phiến, hai kiện này đều là sơ thần khí, cũng là nguyên nhân mà hai người Liễu ra không sợ lỗ ra nhiều người, nhưng thật không ngờ lỗ đông quân rõ ràng đã nhận được viêm long phó kiếm. Đồng dạng là sơ thần khí, nhưng uy lực căn bản không thể giống nhau đáng nói hai người liễu thanh mạn hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên, dù cho giết chết hoàng kim bàng giải bọn hắn cũng không có khả năng tranh được qua ba người lỗ ra, chẳng những muốn không đến chỗ tốt, ngay cả tính mệnh cũng bị thu hoạch đi. Đã như vậy, vậy bọn họ còn đánh cái gì, tự nhiên là thừa cơ chuồn đi, miễn cho trước khi chết còn muốn thay người khác bán mạng. Mà vấn đề bây giờ là, bọn hắn muốn chạy, nhưng hoàng kim bàng giải không cho a -Hát. Hoàng kim bàng giải vung vẩy lấy lợi kim, đồng thời công kích tới năm người liễu thanh mạn, mặc kệ cái nào cũng đừng nghĩ rời đi phương nào cũng muốn làm nhân vật thợ săn nhiệt xúc chấn cho ta lỗ đông quân khôi phục một chút lập tức vung vẩy lấy viêm long phó kiếm công tới ở bên trong hỏa diếm cuốn đáng một mảnh hỏa long dài hẹp nho nhỏ từ trên thân kiếm bay ra đại quy mô như lửa diễm chi vũ B.O.A.N.G hoàng kim bàng giải vũ động lấy kìm lớn hướng hỏa long kẹp tới mỗi một lần kẹp qua liền có vô số đạo hỏa long chịu khổ chém ngang lưng lập tức chôn vùi Bất quá viêm long phó kiếm này cũng không phải sơ thần khí bình thường, bởi vì là do thiên thần khí phụ sinh, ở phương diện khác thậm chí có thể so sánh với nguyên thần khí, để cho uy thế của lỗ đông quân đại thịnh, vậy mà dùng lực lượng một người cùng con cua này đấu đến khó phân cao thấp. Thất ca, lại thêm chút sức, hai người nhĩ dương nhau nhau thay hắn khuyên khích, một bên triển khai công kích, cũng hữu ý vội ý mà phong tỏa lộ tuyến bỏ chạy của hai người liễu ra. Mỗi lần tế ra viêm long phó kiếm đều tạo thành tiêu hao rất lớn đối với lỗ đông quân, bởi vậy hoặc là không tế ra, vừa tế ra là phải xài cho đúng tác dụng. Chân áp hoàng kim bàng giải chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp phải diệt trừ đối lập rồi. Hai vị ý định xem cuộc vui đến lúc nào, khóe miệng của Lỗ Đạt Hiếu ngậm lấy một dáng tươi cười trào phúng, quét nhìn hai người liễu ra. Nhưng hai người liễu ra lại không thể không ra tay, bởi vì hoàng kim bàng giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn ở giữa nội chiến khỉ gió gì, chỉ biết đem bọn họ đối xử như nhau mà trở thành con mồi ra kìm tầm đó căn bản sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, để cho bọn hắn muốn chuồn đi cũng không có khả năng. Hắc, bọn hắn dịch động lấy thần khí trong tay hướng về hoàng kim bàng giải phát động công kích, một bên nhìn trộm cơ hội, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. chương 1204, tan tác, hoàng kim bàng giải đột nhiên tấn dai, mà lỗ ra có viêm long phó kiếm chấn tràng, vô luận gặp được cái nào, hai người liễu thanh mạn cũng khó có khả năng đạt thành mục đích, tự nhiên chỉ có buông tha cho, trở về chuyển cứu binh, nói không chừng còn có một khả năng vãn hồi. BOANG, 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 lâu công không được, lại để cho Hoàng Kim Bàng giải giận dữ, không ngừng động lên hai cái kìm lớn, trên thân bao phủ lấy xương mù mờ mịt như huyết. Xíu, yêu yêu, hung vật khổng lồ này rõ ràng sử dụng ra không gian thuấn di, vô cùng nhanh mà xuất hiện ở sau lưng lỗ đông quân, kìm trái kẹp ra, chỉ thấy một mảnh thần huyết vẩy ra, Lỗ Đông Quân lập tức bị cắt thành hai đoạn. Ah! Lỗ Đông Quân phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Mặc dù nói chỉ cần một đám thần hồn tồn tại, cho dù là thần hạch sụp đổ cũng có thể dùng loại thuật bí như luân hồi pháp kèm ở trên thân người đồng tộc đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng dù sao kia cũng là thân thể của người khác, dù như thế nào cũng không thể bằng thân thể của mình a. À. Bị cứ thế mà cắt bỏ thành hai đoạn, nội tạng kéo đi ra, thần huyết phun trào, cái này là đau đớn bực nào. Nửa thân thể trên của Lỗ Đông Quân dùng hai tay đẩy mà bắn lên. Một nửa thân dưới thì là hai chân đạp một cái. Đang không bay lên nghênh hướng nửa người trên, muốn một lần nữa tụ hợp lại, cái này so với ngưng luyện nửa người lần nữa, tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bang bang, song kìm của Hoàng Kim Bàng giải lại vung, lỗ Đông Quân nguyên bản cắt thành hai đoạn lúc này biến thành bốn phần. A ah lỗ Đông Quân khóc thét liên tục, chỉ là nhiều thần huyết huy sái như vậy, cũng đầy đủ để cho hắn ở vạn năm kế tiếp chỉ có không ngừng ân cần săn sóc bản thân đến khôi phục tiêu hao khủng bố này đầu hung vật này đang đùa bỡn chúng ta. Liễu Thanh Mạn đột nhiên dừng tay, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi mãnh liệt. Liễu Bách Cương thì sướng sờ, hung vật như thế, linh trí chưa khai mở, sẽ có cách nghĩ như vậy sao? Mèo chó thế gian đồng dạng không mở linh trí, nhưng mà vẫn trêu đùa con chuột tìm niềm vui, huống chi là tồn tại cấp bậc sơ vị thần này. Tiếng nói của Liễu Thanh Mạn mang theo một tia run rẩy. Nếu thật là như thế, vậy nói rõ trước đó Hoàng Kim Bàng giải căn bản không có vận dụng toàn lực, cho bọn hắn biểu hiện giả dối như có thể lực địch. Mà một kích liền trọng thương lỗ đông quân, cái này là uy năng khủng bố bực nào. Bọn hắn trốn được sao? Các ngươi còn thất thần sao? Nhanh công kích, để cho thất ca có thời gian gầy dựng lại thần thể. Lỗ nhĩ dương hướng về phía hai người liễu ra hét lớn. Hai người liễu thanh mạn liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong tay bỗng nhiên tăng lực, hai kiện sơ thần khí lập tức bộc phát ra uy năng cường đại, sau đó. Bọn hắn quay đầu bỏ chạy, xíu, yêu yêu thân hình hoàng kim bàng giải lóe lên, hai cái kìm đồng thời chém ra, hướng về hai người liễu ra cắt tới. Phốc, phốc, hai luồng thần huyết vẩy ra, hai người liễu thanh mạn cũng đồng thời chịu khổ chém ngang lưng, biến thành bốn thân thể cắt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô địch, tuyệt đối cùng dai vô địch, phải biết hai người liễu ra đều nắm lấy một kiện sơ thần khí, lại căn bản không có thể phát huy ra một chút tác dụng chấn nhiếp. Vậy Hoàng Kim bàng giải đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu đạo pháp tắc, thật không ngờ cường thế như thế. BOANG, BOANG, Hoàng Kim bàng giải kẹp lại song kìm, cũng không có làm tiếp công kích, tựa hồ lộ ra sự cường đại của mình, lại tựa hồ cấp cho mọi người áp lực càng lớn. Hai người đạt hiếu đồng thời rút lui một bước, trên mặt có sợ hãi thật lớn. Ai có thể nghĩ đến, Hoàng Kim bàng giải vốn nên là con mồi rõ ràng trở nên đáng sợ như thế, lập tức đem nhân vật chuyển đổi. Bọn hắn thắng, cũng không giết chết Hoàng Kim bàng giải, thế nhưng mà song phương đổi vị trí, Hoàng Kim Bàng giải sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Sẽ không, nghĩ đến bọn hắn sợ tác sở vi, đầu hung vật này hiển nhiên chỉ vô tình giết chết bọn chúng. Hơn nữa còn không phải thống khoái giết chết, mà là hành hạ đến chết. Tuy là tu vi sơ vị thần, thế nhưng mà đối mặt một địch nhân căn bản không có khả năng chiến thắng, bọn hắn cũng chỉ còn lại có hàn ý vô tật, để tử xuất thân đại gia tộc cuối cùng là thiếu vài phần cứng cỏi, không ngừng run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí thối lui đến trước mặt mấy người lâm lạc vẫn còn không tự biết này các ngươi lui về phía sau là sao nhanh đi đánh a hát đường điềm bất mãn nói phải phải như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng bản ma vương đại nhân đang xem đặc sắc đây này sư ánh viết cũng âm dương quái khí nói nếu như không phải có hoàng kim bàng giải cái đại uy hiếp này hai người đạt hiếu tất nhiên sẽ giận tím mặt rõ ràng coi bọn hắn là siếc khỉ thế nhưng mà đối mặt một địch nhân vô cùng đáng sợ lại để cho bọn hắn chỉ còn lại có sợ hãi, ngay cả cái lại cũng đã quên, tiếp tục lui, lui, lui. Xíu, yêu yêu, Hoàng Kim Bàng giải đem lỗ đông quân, hai người liếu ra tháo thành tám khối, lại thủy chung không có tiêu diệt thần hồn của bọn hắn, để cho bọn hắn kéo dài hơi tàn, nhưng lại thống khổ không chịu nổi. Nhưng hiển nhiên nó không có quên còn có mấy con mồi khác, lúc này vung vẩy lấy kìm lớn hướng bọn người lâm lạc đánh tới. Nguyên bản, mục tiêu của nó hẳn là hai người đạt hiếu nhưng ai bảo hai người này đều chạy trốn tới phía sau bọn người lâm lạc, khiến cho hoàng kim bàng giải đến một mẻ hốt gọn, kìm lớn thẳng đến tất cả mọi người. Lâm lạc bất đắc dĩ thở dài, hắn nguyên bản tính toán xem hết trò hay lại tới thu thập tàn cuộc, nhưng những người kia sao lại đuôi mù tự mình tiễn đưa lên chứ. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trước kìm cua, sau đó rỗi ra hai tay chống đỡ cái kìm, đem xu thế tiến lên của cái kìm ngăn trở, thậm chí chấn ngược hoàng kim bàng giải lại. B -O -A -N -G. Hoàng kim bàng giải kẹp lấy cái kìm, cái này vốn chính là vũ khí cường đại nhất của nó, Lâm Lạc rõ ràng còn chủ động đưa thân đi vào, đây không phải muốn chết sao. Hai tay của Lâm Lạc căng ra, toàn lực đối kháng kìm cua buộc chặt. Cái kìm, dừng lại, hai mắt của Lâm Lạc siết chặt, lực lượng của con cua này thật đúng là đáng sợ, gần kề chỉ kém vệ thập thất một chút. Tám đạo pháp tắc cùng tu, trách không được dưới một kích liền chém ngang lưng lỗ đông quân, quét ngang liễu thanh mạn, Liễu Bách Cương cộng thêm hai thần khí cũng là dễ như trở bàn tay, tám pháp cùng tu tuyệt đối là cùng giai vô địch, ít nhất phải đồng thời đến trên trăm mới có thể cùng nó đối kháng. Hơn nữa, quái vật kia cho Lâm Lạc một loại cảm giác phi thường cổ quái, tuyệt không dừng lại ở tám đạo pháp tác cùng tu đơn giản như vậy, mà đổi thành một loại khí thức vô cùng tà ác. Mở, Lâm Lạc hét lớn một tiếng, bạo lực cuốn động, kìm chảo lại bị hắn sinh sinh tách ra, bị hắn một tay nắm bắt một kìm cua, ở bên trong một mảnh thần huyết bay lên. Còn hoàng kim bàng giải kia cũng nhấp nhô lấy trong mắt, tám cái chân tề động rút lui như bay, đau đến trong miệng nó chảy bọt trắng như điên. Chương 1205, lại thấy huyết thú, một, luận lực lượng tuyệt đối, Lâm Lạc còn lâu mới có thể so sánh với hoàng kim bàng giải, nhưng hắn có lỗ đen pháp tắc, tuy bố trí ở thể nội khiến cho uy lực biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ cần hấp thu đến lực lượng cùng pháp tắc đủ mức, đồng dạng có thể bộc phát ra đại uy năng đáng sợ. Chỉ cần không cách nào một kích đánh tán lỗ đen của Lâm Lạc, như vậy đánh lâu dài tuyệt không một người có thể là đối thủ của hắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn phải là thần thể của hắn có thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ kia không. Đúng lúc này, ba người Liễu Thanh Mạn cũng rốt cuộc đạt được cơ hội thở dốc, đem bầm thây gây dựng lại, một lần nữa biến thành người nguyên vẹn, nhưng sắc mặt ba người đều tái nhợt, mất nhiều thần huyết như vậy cũng không phải đùa giỡn. Nhưng chứng kiến bọn hắn tế ra thần khí, sử dụng toàn lực cũng không thể đối kháng Hoàng Kim Bàng Giải, nhưng rõ ràng bị Lâm Lạc dễ dàng xé rách kìm chảo lập tức để cho bọn hắn khiếp sợ đến hai mắt trợn lên hoàn toàn nói không ra lời cái này là thực lực bá đạo bực nào lỗ đạt hiếu càng là nghĩ mà sợ hồ đồ không nghĩ tới vừa rồi hắn đối mặt dĩ nhiên là tồn tại so với hoàng kim bàng giải còn muốn đáng sợ may mắn chiến đấu của hắn cùng với lâm lạc bị hoàng kim bàng giải chặn ngang một cước nếu không hoàng kim bàng giải không cách nào phát ra tiếng mà bản thân nó cũng không có linh trí gì thần thức phẫn nộ chỉ là truyền đáng ra trận trận chấn động cái loại nổi giận này là muốn xé lâm lạc thành mảnh nhỏ. Thần huyết lưu truyền, kìm lớn nứt gãy của hoàng kim bàng giải nhanh chóng giải ra, nó kẹp vài cái, tựa hồ đang quen thuộc, hai con người nhìn chầm chầm vào lâm lạc, dưới thân đột nhiên có một đạo hắc quang tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt qua. Ân, trong nội tâm lâm lạc kỳ quái, cái hắc quang này rõ ràng cùng lỗ đen tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống đang rút lấy lực lượng phụ cận dũng mãnh vào trong cơ thể của Hoàng Kim Bàng Giải. Chỉ là so với lỗ đen, cái này là đồ tử đồ tôn uy lực quá nhỏ chỉ có thể rút ra một ít lực lượng rời rạc mà không cách nào cường hành rút ra lực lượng trên người lâm lạc cái này nếu thay đổi lỗ đen pháp tắc chỉ cần không vượt qua lực lượng cực hạn của lâm lạc liền có thể trực tiếp thôn vệ vạn vật nhưng ngay cả như vậy sau khi hoàng kim bàng giải rút lấy thiên địa linh khí xung quanh uy năng y nguyên phóng đại đạt đến sơ vị thần đỉnh phong thậm chí vượt qua vệ thập thất lúc trước lâm lạc mỉm cười hướng con cua ngoác ngón tay cười nói đại gia hỏa phóng ngựa tới A, à, để cho ta xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Là phóng chảo tới, sư ánh tuyết cười hì hì nói, tùy tiện A, à, lâm lạc vung hai đấm lên, ánh mắt như tia chớp xẹt qua. Xíu, yêu yêu, hoàng kim bàng giải phát động không gian thuấn di, dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng lâm lạc, cũng dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay vung kìm thẳng đến hông của hắn, hiển nhiên cũng muốn chém ngang lưng. Vô luận là lỗ gia tam huynh đệ, hay là huynh muội liễu gia, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người lâm lạc lúc này lâm lạc chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ nếu như lâm lạc chiến bại như vậy kết quả duy nhất đợi bọn hắn chính là bị hoàng kim bàng giải hành hạ đến chết tuy lâm lạc cũng có thể nói là địch không phải hiếu nhưng nhân loại so sánh với hung vật chưa khai hóa vẫn là có thể câu thông chỉ cần hứa dùng chỗ tốt cái gì cũng dễ thương lượng bọn hắn không hy vọng lâm lạc có thể chiến thắng nhưng kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương như vậy bọn hắn không phí một cái giá lớn có thể đạt được chỗ tốt rồi cựa kìm đánh úp lại giống như một tòa núi nhỏ oanh ra phong vân gào thét lâm lạc cũng không quay đầu lại hướng về sau chém ra một quyền nhưng lại vừa vặn đánh vào trên kìm cua vung đến một hồi bất động ngắn ngủi bành hoàng kim bàng giải đột nhiên bị oanh bay lên gào thét đụng vào trên mặt đất nâng lên một đống cho bụi lâm lạc có được lỗ đen mới thật sự là đệ nhất nhân cùng giai vô địch tạp cắn 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 kim lớn của con cua lại lần nữa xuất hiện đạo đạo vết giặt, sau đó ẩm ẩm vỡ tan, chỉ còn một cái thân kìm trụi lùi. Lâm lạc cười ha ha, thân hình lóe lên xuất hiện ở trước người lỗ đông quân, đưa tay liền bắt tới viêm long phó kiếm. Mượn sử dụng một chút, lỗ đông quân tiêu hao quá nhiều thần huyết, vốn là nguyên khí đại thương, hơn nữa lại há địch nổi lỗ đen pháp chắc cường đại, viêm long phó kiếm lập tức bị đoạt mất, gấp đến độ hắn giận dữ hết. Trả lại cho ta, viêm long phó kiếm chính là lỗ gia trí bảo, là một trong ba cái chìa khóa có thể cùng viêm long kiếm câu thông. Tuyệt không chỉ là một kiện sơ thần khí đơn giản như vậy. Nếu trong tay hắn ném đi, cho dù còn sống trở về cũng bị trừng phạt đáng sợ. Dù không bị xử tử, nhưng địa vị của hắn sẽ rất xuống ngàn trượt, trở thành phế vật của gia tộc. Bởi vậy, hắn tự nhiên phải dốc sức liều mạng rồi. Bang, lâm lạc oanh ra một quyền, đánh bay hắn ra ngoài, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người liếu bách cương. Đồng dạng nâng tay hướng lưu huỳnh phiến trong tay đối phương bắt tới. Liễu Bách Cương thật không ngờ Lâm Lạc ngay cả người một nhà cũng muốn ra tay, căn bản không kịp thu hồi thần khí, một cỗ lực lượng cuốn qua, đồ đạc đã rơi xuống trong tay Lâm Lạc. Còn thiếu một kiện, Lâm Lạc đưa mắt nhìn sang Liễu Thanh Mạn, toàn thân Liễu Thanh Mạn giật mình một cái, liền tranh thủ thu tâm mộc xích vào trong cơ thể, thế nhưng mà mới chưa đi đến một nửa, đã bị Lâm Lạc bắt lấy, sau đó cứ thế mà rút ra, đau đến nàng phát ra một tiếng hét thảm. Lâm Lạc cũng không phải nhân sĩ đạo đức, có nghĩa vụ khắp nơi cứu người. Bất quá đã không khéo cứu những người này một mạng, vậy làm sao cũng phải thu chút chỗ tốt, tánh mạng những người này tổng có thể đáng giá ba cái thần khí A. Bởi vậy, đừng nói Liễu Thanh Mạn chỉ đem thần khí thu một nửa, dù là toàn bộ thu đi vào, Lâm Lạc cũng sẽ ép lấy đi ra. Bất quá nếu Liễu Thanh Mạn có chỗ hiểu rõ Lâm Lạc, đem một tâm xích thiếp thân thu hồi mà nói, như vậy Lâm Lạc nói không chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thoáng cái gặt hái được ba kiện sơ thần khí tâm tình của lâm lạc lập tức tốt lên ngay cả nhìn hoàng kim bàng giải cường điệu nộ vũ kìm chảo cũng cảm thấy thuận mắt chút ít trả viêm long kiếm cho ta lỗ đông quân giống giận đánh tới lần nữa liễu thanh mạn liễu bách cương cũng đồng dạng từ hai bên bay nhào mà đến thần khí không thể nghi ngờ là vật chân quý nhất thần giới không giống đan dược là vật phẩm duy nhất một lần một kiện thần khí cường đại là có thể làm cho một gia tộc một thế lực phồn vinh trăm ngàn đời chỉ nhìn chủ thần khí một cách đơn thuần liền biết, thế gian còn có vật chân quý hơn cái này sao? chương 1206, lại thấy huyết thú, hai, tuy viêm long phó kiếm, tâm mộc xích không phải chủ thần khí. Nhưng ba người này cũng đồng dạng không phải thần vương, sơ thần khí đối với bọn hắn mà nói cùng mệnh căn không khác. Này, ta cứu các ngươi, các ngươi cũng nên có chút biểu thị phải hay không? Lâm lạc cười nhạt một tiếng, không có cầu ngươi cứu người, lỗ đông quân hừ lạnh một tiếng, hắn thấy lâm lạc có thể hạ sát thủ lại không làm chỉ cho là lâm lạc cố kỵ thế lực phía sau hắn đã như vậy hắn lại có cái gì phải sợ chỉ là thằng này đến tột cùng là truyền nhân gia tộc nào như thế nào có thực lực đáng sợ như thế đúng ai muốn người cứu nhanh trả viêm long kiếm hai người đạt hiếu cũng đồng thời gọi uống lên oa wow, ba người các người thật đúng là không biết xấu hổ tiểu ma nữ cũng nghe không qua rồi ở một bên hoa chân múa tay vui sướng kêu to lên phải phải tuy người quái dị rất xấu, nhưng các người càng chán ghét. Sư ánh tuyết đồng dạng xì mũi coi thường, lâm lạc cười ha ha nói, thế nào, biết rõ ta bình thường đối với các người có bao nhiêu nhân từ đi à nha. Ánh mắt của hắn phát lạnh, bàn tay lớn cuốn qua, đem lỗ ra tam huynh đệ xoáy lên, hướng về hoàng kim bảng giải đánh qua. Lỗ đen pháp tắc áp chế, ba người này há có thể có sức phản kháng mảy may, dù là trung nguyên thần nhất trọng thiên xuất hiện, lâm lạc cũng có thể bằng lỗ đen pháp tắc quần nhau, huống chi chỉ là mấy sơ vị thần. Hoàng kim bàng giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chứng kiến ba ám khí đặc biệt lớn bay tới, lập tức bản năng một kìm kẹp ra. A hát, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người ngay ngắn bị cắt thành sáu đoạn. Số tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết, lỗ ra tam huynh đệ nhao nhao kêu lên, trước cố giữ lấy mạng nhỏ của các người đi, lâm lạc hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người liễu thanh mạn cười nói. Các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Không, không có hai người này đồng thời lắc đầu đây chính là tồn tại so với hoàng kim bàng giải còn đáng sợ hơn mặc dù trước kia không có hạ sát thủ nhưng lại không đại biểu hắn sẽ thủy chung như thế nói không chừng người ta chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào chọc giận tồn tại như vậy cũng không phải chuyện tốt gì không thấy lỗ gia tam huynh đệ lại thành sáu đoạn sao không có là tốt rồi ta người này rất là giảng đạo lý lâm lạc mỉm cười lời này lại để cho hai người liếu thanh mạn nghe mà ra mặt co lại mà lỗ gia tam huynh đệ thì là thiếu chút nữa phun huyết đoạt thần khí của bọn hắn cầm bọn hắn đi cho hung vật ăn vậy cũng là giảng đạo lý sao hoàng kim bàng giải chú mục nhìn lâm lạc nó đã ý thức được đối thủ này không đơn giản vượt xa tất cả mọi người khác ở trong ý thức đơn giản của nó đã đánh không lại như vậy tự nhiên chỉ còn lại có một lựa chọn trốn bất quá trước khi lẩn trốn nó còn có chuyện phải làm b o a n g b o a n g đầu hung vật này đem kìm lớn vũ lên hướng về lỗ gia tam huynh vẫn còn liều mạng phục hồi thân thể của mình quất tới ở bên trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết ba người này lại bị cắt thành từng khối từng khối tràng diện tuyệt đối huyết tinh cứu ta cứu ta tiểu tử kia nhanh cứu chúng ta nhanh cứu chúng ta nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị đại năng của Dơ tộc bọn ta tìm được phanh thây xé xác lỗ gia tam huynh đệ dùng thần thức truyền lại từng đạo hò hét khàn cả giọng Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, từ lập trường quốc cùng quốc mà nói, hắn chẳng những không có tất yếu cứu ba người lỗ ra, thậm chí anh giết bọn hắn còn có ban thưởng, gom góp đủ trảm vạn người ly khai nơi này cũng được thần vương ngợi khen. Nhưng hắn tiến vào nơi đây cũng không có ý tứ biến thành sát nhân của ma ân, như vừa rồi cướp đoạt thần khí mới là ước nguyện ban đầu của hắn, trong nháy mắt ngắn ngủn là ba kiện sơ thần khí, hiệu suất như vậy so sánh với đổ thạch phường khai ra thần liệu muốn cao hơn nhiều. Tuy hắn không có ý giết người nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhân từ nương tay, Lâm Lạc chưa từng có tự nhận là người tốt. Mà lỗ ra tam huynh đệ hết lần này tới lần khác còn cầm ngôn ngữ đến uy hiếp hắn, đây không phải tự tuyệt sinh lộ sao. Từ khoảnh khắc đoạt viêm long kiếm kia, Lâm Lạc cùng lỗ ra đã kết xuống tử thù, còn sợ thụ cái uy hiếp này. Lỗ tai không tốt, nghe không được các ngươi nói cái gì. Lâm Lạc nhún vai, ba người lỗ ra đều tức giận đến ói máu, nhưng Hoàng Kim Bàng giải lại không nương tay chút nào, y nguyên đối với bọn họ thống hạ sát thủ, thậm chí còn hấp thụ thần hồn của bọn hắn. Thần linh bất diệt ở chỗ thần hồn, thần hồn còn, cho dù là thần hạch bị hủy, cũng có thể nghĩ biện pháp đoạt xá trọng sinh, nhưng thần hồn tiêu vong, như vậy là chân chân chính chính chết đi, cho dù thân thể hoàn hảo vô khuyết cũng vô dụng. Huống chi, bọn hắn bây giờ là thân thể, thần hồn song trọng bị hủy. Ánh mắt của lâm lạc ngưng tụ, xíu, yêu yêu, hướng hoàng kim bàng giải thoáng hiện đi qua, một quyền oanh qua, lỗ đen pháp tắc xấu ở dưới quyền thế của hắn, hướng về hoàng kim bàng giải nện tới. Bành, nó liền đem kìm lớn ra ngăn cản, tùy tám hệ pháp tắc chi lực lưu chuyển, lực sát thương khủng bố tới cực điểm, nhưng không biết làm sao gặp được lỗ đen pháp tắc lại lập tức bị hấp thụ tất cả lực lượng, thân thể khổng lồ bị nhấc lên. Ba, ba, kim lớn của hoàng kim bàng giải lại lần nữa lạnh rung rơi xuống thành cạn bã, hung vật này hung dữ mà nhìn chằm chằm vào lâm lạc, đột nhiên thân hình lóe lên, nhảy vào trong hồ nước, một đoàn bong bóng dâng lên, nó gấp tiềm mà xuống lập tức biến mất trong ánh mắt của lâm lạc lóe lên sát khí thân hình đứng ở trên hồ nước hoàng kim bàng giải đối với không gian pháp tắc nắm giữ cũng không yếu hơn hắn hơn nữa lực lượng càng là đạt đến sơ vị thần tam trọng thiên bởi vậy nói đến không gian thuấn di lâm lạc không sánh bằng hoàng kim bàng giải cứu ta cứu chúng ta ba người lỗ ra đều dùng thần hồn phát ra chấn động suy yếu ở trên thân thể của bọn hắn hiện ra một đạo thân ảnh do thần hồn tạo thành nhưng nhan sắc cực kỳ ảm đạm đó là bị hoàng kim bàng giải sinh sinh cắn nuốt sạch hơn phân nửa thần hồn. Thần hồn bị thương, cái này gần như là một loại tổn thương vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn, cho dù ba người này là dùng thần đan khép lại, về sau ở trên tu luyện cũng là im bặt mà dừng, vĩnh viễn không có khả năng lại tiến thêm một bước. Lâm Lạc quay người trở lại, một quyền oanh ra, thần hồn của ba người kia lập tức chôn vùi, bị chết triệt triệt để để. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai người liễu ra, trên mặt nổi một tầng lạnh ý như xương lạnh các ngươi là đang tìm kiếm huyết thú. Trách không được hắn cảm thấy hoàng kim bàng giải có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là cái gì. Thẳng đến hoàng kim bàng giải bắt đầu hấp thu thần hồn, hắn mới rốt cuộc nghĩ tới huyết thú trong cơ thể vệ thập thất, tân tứ. chương 1207, lại thấy huyết thú, ba, loại hung vật này có thể thông qua ăn lấy thần linh đạt được pháp tắc lĩnh ngộ đối ứng. Đúng rồi, cho nên hoàng kim bàng giải mới có thể lĩnh ngộ tám đạo pháp tắc bởi vì căn bản không phải tu luyện được, mà là sau khi giết chết con mồi trực tiếp rút ra pháp tắc mà hình thành cảm ngộ huyết thú có bao nhiêu đáng giá tuy lâm lạc không biết giá cả cụ thể nhưng nghĩ lại sau khi tân tứ bị giết chết tân gia điên cuồng liền biết cái này thậm chí là vượt qua thần dược không không phải liễu bách cương vội vàng lắc đầu đã có vết xe đổ còn muốn gian ngoan mất linh lâm lạc lại ra một quyền hướng liễu bách cương oanh tới liễu bách cương kinh hãi lực sát thương của một quyền này hắn là thấy tận mắt qua ngay cả con cua kia cũng có thể trọng thương, có thể trực tiếp xóa đi thần hồn, nếu hắn chịu lên một quyền, chín thành chín phải chết. Dừng tay, liễu thanh mạn khẩn trương, hoành thân ngăn cản, một trường bổ về phía lâm lạc. Người đã cùng lỗ ra kết xuống tử thù, còn muốn cùng liễu ra chúng ta kết thù kết oán sao? Nhưng liễu bách cương lại có tâm tính kiêu hùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, rõ ràng hướng trên lưng liễu thanh mạn đang che ở trước người hắn đánh ra một trường, oanh đến nàng bay tới lâm lạc, mà hắn lại trực tiếp xoay người bay vút rời đi. Ở trong suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất lâm lạc là háo sắc chi nhân, không đành lòng là thủ tồi hoa, như vậy một trưởng này của liễu thanh mạn có thể tạo thành trọng thương đối với lâm lạc. Nếu như thế, hắn liền giết cái hồi mã thương, mà nếu như lâm lạc tâm ngoan thủ lạc, như vậy liễu thanh mạn cũng nhất định có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà hắn cũng chỉ cần một chút thời gian như vậy liền có thể viễn độn rời đi. Phốc, trong cái miệng nhỏ nhắn của liễu thanh mạn nhổ ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một là vì nhận lấy trọng thương, mặt khác là thương tâm, hoang mang sau khi lọt vào phản bội, thật sự không thể tin tưởng Liễu Bách Cương có thể hạ thủ ác độc như vậy. Nhưng lúc này nàng đã không có chỗ chống lui lại, một trưởng oanh tới Lâm Lạc. Hừ, ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, một quyền đánh ra, oanh ở trên ngực Liễu Thanh Mạn, cũng mang theo nàng phát động ra không gian thuấn di, khó khăn lắm đuổi theo Liễu Bách Cương. Bành, một quyền này của hắn vô cùng cường đại, trực tiếp oanh phá thần thể của Liễu Thanh Mạn, thình lình hướng về Liễu Bách Cương đánh tới. Đáng giận, Liễu Bách Cương hét lớn một tiếng, còn kém một chút, chỉ cần một tia thời gian là hắn có thể thoát thân rời đi. Không gian thuấn di thì như thế nào, cũng không biết hướng nơi nào truy, chạy trốn mau nữa lại có cái gì dùng. Nhưng công kích đã đánh đi qua, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ rồi. Hắn song trường khẽ đảo, vô số lưỡi dao gió cuốn vũ, hậu đại của phong công, hắn tu luyện tự nhiên là không gian pháp tắc, đáng tiếc là thiên hướng về tính công kích, tuy có thể gia tốc tốc độ thân pháp, nhưng không cách nào so sánh với không gian thuấn di xoát xoát xoát, từng lưỡi dao gió ở trên nắm tay của Lâm Lạc xẹt qua, nhưng mỗi một đạo công kích đánh lên đều bị lập tức hấp thu, hấp thu, hấp thu. Lỗ đen bố trí ở trong thể nội mặc dù không có uy lực đáng sợ như trực tiếp tế ra, nhưng chỉ cần bị cuốn đến trong đó, hết thảy đều bị hấp thu sạch sẽ. 3. Một mảnh huyết hoa vẩy ra, mặt của Liễu Bách Cương bị lập tức oanh nát. Thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, thần hồn chi hỏa nhanh chóng ảm đạm, bị lỗ đen thôn vệ sạch sẽ, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không hề có khí tức loại người này nên rút gân lột ra cắt tay cắt chân băm thành mấy vạn phần sư ánh tuyết hoa chân múa tay vui sướng kêu lên tiểu nha đầu ít nói loại lời máu chạy đầm này đi nếu không về sau sẽ thực biến thành tiểu ma nữ lâm lạc thu hồi nắm đấm ngực của liễu thanh mạn lập tức nhiều thêm một cái động nhưng lâm lạc đã có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng bản thân tuy xuyên thủng thân thể liễu thanh mạn nhưng cũng chỉ là đả thương thân thể của nàng ở thần hồn mà nói không có chút tổn thương nào không phải hắn hạ thủ không được mà là còn có vấn đề muốn hỏi, hiện tại chỉ có một người sống mà thôi. Nữ nhân này thì là hai mắt sợ run, căn bản không có đi xử lý miệng vết thương, tinh thần của nàng còn dừng lại ở bên trong bị liếu bách cương phản bội, đây cũng không phải là nói khôi phục có thể khôi phục. Này, tỉnh, có chuyện hỏi ngươi đây này, lâm lạc ở trước mặt liễu thanh mạn phủi tay, đại phôi đản, ngươi không thể ôn nhu một chút sao. Tiểu ma nữ nhìn không được rồi, người ta vẫn còn đổ máu đây này, hơn nữa còn là đại phôi đản đánh đi ra, còn không biết xấu hổ bức cung ngươi lúc nào hảo tâm như vậy rồi hả lâm lạc nghi hoặc mà nhìn xem đường điềm sau đó a hát thoáng một phát ngươi thấy nàng dùng một thanh thần khí muốn từ trên người nàng lừa gạt đến những thứ thư tốt khác đường điềm bị hắn vạch trần sắc mặt lập tức đỏ lên chi chi ngô ngô mà nói không ra lời mắt to đổi tới đổi lui bộ dáng thật đúng là cười chết người rồi để cho các nàng phong sở liên đều lộ ra dáng tươi cười sự ánh tuyết thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất một bên dùng tay ôm bụng một bên đánh lấy bùn đất bộ dáng tựa hồ là cười đau sốc không ngươi muốn hỏi cái gì dù sao liễu thanh mạn cũng là con cháu thế gia huống hồ có thể tu đến sơ vị thần cuối cùng là thiên tài nhân trung long phược rất nhanh khôi phục cảm xúc thò tay vuốt ngực một vòng thần huyết lưu chuyển miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại vấn đề của ta vừa rồi đã nói qua lâm lạc nhàn nhạt, nhạt nói mặc dù đối phương là cô nương thiên kiều bá mị nhưng hắn không dậy nổi một tia thương tiếc cùng huyết thú đậu vào quan hệ nữ nhân dù đẹp cũng chỉ làm hắn căm hận. Người đoán không sai, chúng ta xác thực là tới thu huyết thú, bất quá không phải con mẫu trùng kia, mà là trứng của nó vừa mới sinh hạ gần đây. Trong mắt Liễu Thanh Mạn cất giấu một tia bi ai, lại bị nàng che giấu đi qua. Gặp được cảnh thân nhân phản bội, hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là trở nên tâm ngoan thủ lạt, so với những người khác ác hơn, độc hơn, thoạt nhìn Liễu Thanh Mạn đi lên con đường thứ hai. Thì ra là thế. Lâm Lạc biết rõ ý đồ những trung nguyên thần kia tiến vào đây chính là cái gì. Trứng huyết thú, cái đồ chơi này giá cả cao đến đáng sợ, ngay cả trung nguyên thần cũng không tiếc thân phận, tự mình tiến vào trong này tỏa chấn chỉ huy. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết đạo lý không có thể chỉ thấy lợi trước mắt, mục tiêu cũng không hướng huyết thú trưởng thành, mà chỉ trộm lấy trứng của nó. Khó trách con cua kia sát khí nặng như vậy, tuy lỗ ra tam huynh đệ, huynh muội liếu ra khả năng là lần đầu tiên tới. Nhưng đầu hung vật này lại đâu thèm nghĩ được nhiều như vậy, toàn bộ chia làm hàng ngũ con mồi phải diệt trừ. chương 1208, truy kích, bất quá, loại hung vật này cực kỳ tà ác, dùng nuốt thần hồn, huyết nhục thần linh đến đạt được tu vi tiến bộ, dù cho thần linh tiến vào nơi đây cùng chúng không hề xung đột, nhưng xác định vững chắc cũng là kẻ thù truyền kiếp. Con mồi cùng thợ săn thủy chung sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ là lâm lạc thật không ngờ chính là, dã tâm của người cư nhiên đáng sợ như thế, biết rất rõ loại hung vật này tàn nhẫn rõ ràng còn vắt óc tìm mưu kế đem chúng cắm vào trong cơ thể đồng bào dùng huyết nhục nhân loại đến ân cần săn sóc những quái vật này đương nhiên mục đích của bọn hắn là vì huyết dưỡng đan hung vật tà ác nhưng dù tà ác lại thế nào tà ác qua được nhân tâm lâm lạc khẽ nhíu mày huyết dưỡng đan tục truyền ở thời kỳ viễn cổ đã tồn tại mà ở nơi này lại là mấy trăm vạn năm trước mới do chư đại thần vương liên thủ mở ra minh mục chiến trường nói cách khác nơi đây một mực tồn tại chỉ là lúc trước không có bị người phát hiện qua, huyết thú chỉ có ly khai nơi đây mới ngẫu nhiên bị người bắt được, cuối cùng phát hiện có thể dùng chế thành huyết dưỡng đan. Nhưng đồ vật tà ác như thế, vì cái gì chư đại thần vương không có trước tiên tiêu diệt? Trên thực tế, thần vương rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Lạc đã qua hai thần quốc, Đại La thần vương cùng Liệt Hỏa thần quốc, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua hai vị thần vương lúc nào chạy đến, phảng phất bọn hắn thành lập nên một thần quốc to như vậy chỉ là vì cho bọn hắn bế quan. Những thần vương này không để ý con dân sinh tử như vậy sao? Cũng đúng, nếu như để ý mà nói, há sẽ mở một tu la chiến trường như vậy, để cho mọi người máu chảy thành sông. Lâm Lạc vẫn là về tới vấn đề cũ, kia là vì cái gì? Vì cái gì những thần vương này làm như thế? Mà loại hung vật như huyết thú này có được năng lực cùng loại lỗ đen, không, cùng loại với hỗn độn dung lô, có phải có liên quan gì hay không? Người là sinh vật vì lợi ích mà khu động, không có người sẽ làm một sự tình không có chút ý nghĩa nào đặc biệt là nhiều thần vương cùng một chỗ nổi điên như vậy. Lâm Lạc càng nghĩ đầu càng trướng, cuối cùng không cách nào hiểu rõ ràng huyền ảo trong này, chỉ có thể vứt qua một bên. Hắn lại hỏi Liễu Thanh Mạn một ít vấn đề chi tiết, Liễu Thanh Mạn cũng là không biết không nói, biết gì nói nấy, không để ý Liễu ra làm loại hoạt động buồn nôn này hấp thụ ánh sáng chút nào. Hoặc là nói, có ác tâm hay không tùy từng người mà khác nhau, Lâm Lạc chứng kiến chính là tà ác, mà Liễu ra chứng kiến là thần tinh xếp thành núi, lại không chỉ liếu ra bọn hắn làm như vậy, đại gia tộc tiến vào đây chỉ vì hai đồ vật. Trứng thú huyết, huyết tinh, huyết tinh là cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, huyết thú là đồ chơi tà ác như vậy, như vậy huyết tinh nghe đồng dạng cũng không phải là đồ tốt gì. Tại đây tuy thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng không phải trời sinh như thế, mà là núi, đất, nước nơi đây đều đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, có chút đạt đến cực hạn, liền có thể hình thành tồn tại cùng loại với thần tinh, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Liễu Thanh Mạn ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, huyết tinh cũng không phải dùng để tu luyện, mà là có được lực sát thương đáng sợ, sau khi tế ra, lực lượng thiên địa sẽ hình thành vòng xoáy khủng bố, đem hết thảy vật thể tiểu sát, thôn phệ. Các ngươi rất may mắn, vô luận là huynh đệ lỗ ra hay là ta, đều là vừa vặn tới đây phụng lệnh thu chứng huyết thú, không có không đi đào huyết tinh, nếu không. Đây không phải là cùng loại lỗ đen y hệt tồn tại. Liễu Thanh Mạn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Lạc nói, Ngươi có thể giết ta hay không? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào nàng một hồi. Dùng ngươi sở tác sở vi, thật có lý do đáng chết. Nhưng niệm tình ngươi mới vào nơi đây vì chúng ta giải vây, còn có lương tâm chưa mất, ta liền buông tha ngươi một lần. Ngày hôm qua gieo thiện nhân, hôm nay được thiện quả, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu không, tiếp theo ngươi sẽ không có vận khí như vậy. Hắn phất phất tay nói, ngươi đi đi, hắn đối với huyết thú, cùng với người tham dự chế tác huyết dưỡng đan là liệt vào hàng phải giết, gặp một cái liền giết một cái, buông tha Liễu Thanh Mạn thực là vì nhân quả. Liễu Thanh Mạn liếc nhìn Lâm Lạc, quyết đoán xoay người rời đi, không có nói về sự tình thần khí, cũng không có bỏ xuống lời nói ngoài miệng gì. Nàng dịch động không gian pháp tắc, thân thể như gió, mặc dù không có quỷ mị như không gian thuấn di, nhưng tốc độ cũng không kém bao nhiêu, lập tức tan biến ở trong cảm ứng của mọi người. Tỷ tỷ đại nhân, người xem hắn lại dở trứng rồi, khẳng định đối với nữ nhân xấu kia động tâm tư, người nhanh quang hắn A. À. Sư ánh tuyết cọ lấy đùi của phong sở liên nói ra. Lâm lạc cười ha ha, sách tiểu nha đầu đi. Ngươi tiết kiệm một chút lực a. À, quan hệ của ta cùng sở liên là ngươi có thể châm ngòi ly rán hay sao? Hừ, chưa thử qua làm sao biết. Sư ánh tuyết mạnh miệng nói, hai tay ôm ở trước ngực, người cũng là quay tròn mà chuyển, để cho tất cả mọi người nở nụ cười, ngay cả thạch nguyệt nha cũng không ngoại lệ. Tỷ tỷ đại nhân, bọn hắn khi dễ nữ nữ, tiểu nha đầu thừa cơ ôm phong sở liên làm núng, lâm lạc nghĩ nghĩ nói các ngươi đều vào dưỡng tâm hũ đi, ta muốn đi làm thịt con cua kia. Huyết thú đáng sợ, chúng nữ ở lâm lạc cùng vệ thập thất, tân tứ chiến đấu là xuyên thấu qua dưỡng tâm hũ thấy tận mắt, cái đồ chơi này cũng làm cho các nàng sởn hết cả gai ốc, đối với diệt trừ hung vật như vậy tự nhiên là vỗ tay tán thành. Lâm lạc thu chúng nữ vào dưỡng tâm hũ, sau đó tiến nhập trong hồ nước, hướng về đáy hồ lặn đi. Xíu, yêu yêu, mới một hồi công phu, sự ánh tuyết liền từ trong dưỡng tâm hũ đi ra, lấy tạo nghệ của nàng ở không gian pháp tắc cùng năng lực của quái mặc kệ cấm chế gì cũng khó có khả năng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng ân như thế nào đi ra theo ta lâm lạc dùng thần thức truyền ra thanh âm bản ma vương đại nhân sẽ ra ngoài cùng người quái dị ngươi sao chỉ là nhàm chán mà thôi nàng hư hư nhưng hai mắt lại quỷ linh tinh mà ở trong hồ nước quét mắt làm sao vậy không biết nhưng luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái tiểu nha đầu nói tương đương như chưa nói lâm lạc lắc đầu toàn lực hướng phía dưới lặn xuống, nhưng sau khi đạt tới hơn 10 dặm, nước này đã thấp đến trình độ tương đối, để cho hắn cùng chuyển sáu đạo pháp tắc chi lực cũng không cách nào ứng đối, toàn thân cao thấp đều kết lên một tầng băng xương, hai lông mi đã thành màu trắng. Ha ha ha, sư ánh tuyết thấy mà cười to không ngớt, nàng là cái quái thai, vạn pháp bất xâm. Lâm lạc lạnh run lên, ở đây thật đúng là lạnh đến lợi hại, tựa hồ thủy hệ pháp tắc bị một loại tà lực ảnh hưởng, trở nên vô cùng âm trầm, hắn triển khai lỗ đen bí thuật bố trí ở bên ngoài thân, đem hàn băng chi khí hấp thu toàn bộ, cả người lập tức khôi phục bình thường. chương 1209, Thu làm tỏa kỵ, một Hắn đột nhiên hiếu kỳ, ngay cả hắn cũng cần tế ra lỗ đen đến chống cự hàn ý, như vậy lỗ ra tam huynh đệ, hai người liễu ra tuy cảnh giới ở trên hắn, nhưng còn không có cao hơn nhiều như vậy, bằng cái gì cho rằng có thể hạ đến đáy hồ. Trên người bọn họ, tất nhiên có bảo vật chống lạnh. Được rồi, vậy cũng không có tác dụng quá lớn, lại không thể lấy ra luyện hóa. Người quái dị, người thật là đồ quái thai. Sư ánh tuyết rất là nghiêm túc gật đầu nói ra. Lâm lạc thiếu chút nữa sặc nước, tiểu nha đầu này là quái thai trong quái thai, còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Bất quá, nói đi thì nói lại, hắn xác thực thật là quái thai. Bởi vì chỉ có hắn có thể bắt được tiểu nha đầu, bằng vào điểm ấy đã đầy đủ quái thai rồi. Hơn nữa, luyện hóa vạn vật rút ra lực lượng, pháp tắc, cái này là năng lực đáng sợ đến bực nào những người kia chế tác huyết dưỡng đan không phải là vì đạt được lĩnh ngộ pháp tắc sao? Nếu bọn hắn có năng lực như lâm lạc, còn cần quấn vòng tròn lớn như vậy sao? Cho dù là thần vương được thiên chi sủng, ở trước khi hắn không có đắc đạo, tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng là dùng 10 vạn năm, trăm vạn năm làm cơ sở chuẩn, mà lâm lạc tiến vào sơ vị thần đến bây giờ lại gần kề chỉ dùng ngàn năm. Đồng dạng có được chủ thần khí, tranh lệch này thế nào sẽ lớn như vậy? Danh tiếng quái thai, lâm lạc hoàn toàn xứng đáng hắn không khỏi tự diếu cười cười, thân hình ra tốc du rắt, lại là nửa nén hương sau, rốt cục đi tới đáy hồ nước. Thật lớn, sư ánh tuyết thở nhẹ một tiếng, so với mặt ngoài hồ nước, tại đây thật sự là quá lớn, giống như là một cái hồ lô đứng thẳng, thượng diện hồ nước chỉ là miệng nhỏ nhất. Tại đây tràn đầy sắc thái mỹ lệ, hồng, hoàng, lục. Một cột đá giống như đại thụ đứng thẳng, cho người một loại thị giác trùng kích to lớn đồ sộ. Bên kia, ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng một nơi hẻo lánh trong đáy hồ, hắn cảm ứng được khí thức của Hoàng Kim Bàng Giải. Chứng kiến Lâm Lạc cùng sư ánh thuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, trong mắt của Hoàng Kim Bàng Giải lập tức toát ra thần sắc phẫn nộ đến bạo phát. Cái này ai bị đánh về đến trong nhà cũng sẽ không có tâm tình tốt, huống chi là loại tà vật vốn cùng hung cực ác này. Tám cái chân đi trên đáy hồ, mà hai cái kìm lớn thì dơ cao khỏi đỉnh, kẹp lấy kẹp lấy mà hướng Lâm Lạc làm lấy động tác cảnh cáo. Bởi vì ở trong tay Lâm Lạc ăn nhiều lần thiệt thòi, lần này hung vật không có chủ động công kích, mà lại ý đồ dùng phương thức thị uy dọa lâm lạc đi ân bản ma vương thiếu một tỏa kỵ chọn nó ha sư ánh tuyết đột nhiên vỗ tay nói vẻ mặt hưng phấn lâm lạc quay đầu hướng nàng nhìn lại nguyên lai like, đây mới là mục đích ngươi đi ra ặc à, rõ ràng bị tiểu nha đầu này lừa gạt rồi lâm lạc đột nhiên có một loại cảm giác vì chỉ số thông minh của mình mà lo lắng ha 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 sư ánh tuyết chỉ vào lâm lạc nói người quái dị cảnh cáo người a hát nếu dám tổn thương tòa kỵ của bổn ma vương, coi chừng nếu nếu đem người tạc bay. Nàng xác thực có tư cách như vậy, lấy ra một khỏa hỏa long đạn, cười hề hề mở ám mà nhìn chằm chằm vào lâm lạc. Người có biết con cua này có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Lâm lạc nghiêm nghị nói ra, thôi đi, cái này vốn chính là hang ổ của nó, không gây nó, nó sẽ đi gây ngươi. Sư ánh tuyết chẳng hề để ý nói, lâm lạc nao nao, phát hiện mình lâm vào một cái vòng quái dị. Huyết thú là đáng sợ, nhưng chính thức đáng sợ là đem huyết thú gieo vào bên trong đỉnh lô. Là những người buôn bán huyết thú, bồi luyện dưỡng huyết đan kia. Vô luận là người, là thần, là thú, còn sống ý nghĩa vô số sinh linh bởi vì bọn hắn mà chết. Đói bụng muốn ăn cơm, đây là sự tình tự nhiên, dã thú hung mãnh săn mồi lộc dê nhỏ yếu, có thể nói là tàn nhẫn tà ác sao. Đây chỉ là pháp tắc sinh tồn, đã như vậy, huyết thú lại có tội gì, nuốt thần hồn, huyết nhục là phương thức sinh tồn của chúng, tuy cái này nhìn về phía trên xác thực tàn nhẫn chút ít, bất quá chỉ là bởi vì đối tượng chúng thôn vệ là thần linh có linh trí mà thôi. Nếu những huyết thú này dùng dê bò heo chó là thức ăn, vậy lâm là còn sẽ cảm thấy huyết thú tà ác sao? Thật giống như độc dược, bản thân cũng không tà ác, tà ác chỉ là người dùng nó đến làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, lâm lạc cười cười nói, vậy ngươi đi thu phục nó đi, bất quá, nếu nó không chịu phục tùng ngươi, vậy ta sẽ xóa nó đi. Như nhân loại muốn tiêu diệt con chuột đồng dạng, mặc kệ con chuột thiện ác như thế nào, sự hiện hữu của bọn nó ảnh hưởng tới lợi ích của nhân loại, tự nhiên là gặp một cái tiêu diệt một cái, không cần phải có thương cảm gì. Hư, bản ma vương đại nhân muốn thu nó làm tọa kỵ, nó dám không theo sao. Nếu nếu sẽ rất tức giận, thân hình tiểu nha đầu lóe lên, đã đi tới trước người hoàng kim bằng giải, mà cái này cũng tự nhiên chọc giận tới đầu hung vật kia. Lập tức vung lấy hai cái kìm lớn hướng nàng kẹp tới. Khanh khách, tiểu nha đầu trái né phải tránh, thân hình cực kỳ linh động, cho dù là ngẫu nhiên trốn tránh không kịp cũng không có việc gì, hư vô chi thân của nàng ngoại trừ lâm lạc ra, căn bản không có người có thể làm bị thương. Dù sao nàng cũng là tâm tính tiểu hài tử, không có qua một hồi liền chơi chán rồi. Xoát, tay run lên, đem khỏa hỏa long đạn ném ra ngoài, ở phía trên hoàng kim bàng giải nổ tung. Oanh, đáy hồ lập tức cuốn lên liệt diễm khủng bố, lập tức đem hồ nước đun sôi, hóa thế giới cực hàn thành biển lửa. Tám chân, nhanh hướng bổn ma vương thần phục nếu không sẽ thiêu hủy vỏ cứng của ngươi tiểu nha đầu cười ha ha xác thực có vài phần tư thế của ma vương hoàng kim bàng giải quả thật bị dọa không nhẹ cho dù nó là bát pháp cùng tu thì như thế nào cảnh giới bất quá là sơ vị thần tam trọng thiên sơ kỳ có thể so sánh với lực lượng cấp thần vương sao nhưng nói muốn thần phục như vậy đầu hung vật này ngược lại cũng không cam chịu y nguyên cùng tiểu nha đầu rằng co một người một thú lập tức lại đánh nhau Lâm là cảm ứng đến hỏa diễm chi lực chậm rãi biến mất, trong nội tâm hiện lên một đạo nghi hoặc. Cái này là hỏa diễm pháp tác trí cao của thần vương cấp sao. Hình như không có cao thâm như tử đỉnh trấn áp hỏa hệ pháp tác a hát. Lần thứ nhất thời điểm tiểu nha đầu sử dụng hỏa long đạn, lâm lạc thân ở bên trong dưỡng tâm hú, cũng không có cảm ứng được pháp tác chấn động, huống hồ khi đó hắn vẫn còn là hư thần tam trọng thiên, dù cho cảm ứng được nói không chừng cũng sẽ không phát giác ra cái gì khác thường. Tuy hắn chỉ là tiếp xúc đến một góc uy lực mà hỏa long đạn phóng xuất ra, cũng không biết uy năng chỗ hạch tâm đến tột cùng như thế nào, nhưng hắn có loại cảm giác này, cỗ pháp tắc chi lực này không sánh bằng tử đỉnh chân áp hỏa hệ cấm tự. chương 1210, Thu làm tỏa kỵ, hai chẳng lẽ là vì thần vương chế tác hỏa long đạn còn không có hoàn toàn nắm giữ một chi đại đạo trí cao pháp tắc kia mới sẽ xuất hiện đối lập rõ ràng như thế. Nhưng mà tranh lệch này cũng không phải nhỏ tí tẹo a căn bản chính là không thể so. Nói cách khác, các thần vương tranh lệch cũng có thể kéo đến trình độ rất lớn. Đây cũng không phải là tranh lệch nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, mà là hậu thiên cùng tiên thiên, tiên thiên cùng linh cảnh, là bản chất khác biệt. Thần vương cao không thể chạm, cũng có mạnh yếu rõ ràng như thế sao? Lâm lạc lâm vào trầm tư, cái khẽ giật mình này, rõ ràng là hai ngày hai đêm, thẳng đến sự ánh tuyết cực kỳ hưng phấn hiện ở trước mặt hắn, lúc này mới đem lâm lạc bừng tỉnh. Lúc này tiểu nha đầu đã cưới trên lưng hoàng kim bàng giải, hiển nhiên, nàng đã hàng phục đầu hung vật này. Lâm Lạc không khỏi chấn kinh, thần giới thực lực sai biệt là xâm nghiêm bực nào, sơ vị thần cùng hư thần căn bản chính là hai thiên địa, người hư thần cảnh có thể cùng sơ vị thần nói chuyện vài câu đã là thiên đại phúc khí, có thể làm cho sơ vị thần đảo lại làm nô làm bộc. Huống hồ, hoàng kim bàng giải lại giống như là ác linh hóa thân, chỉ biết siết chóc, độ khó thu phục chiếm được này dĩ nhiên là cao hơn. Tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào thu phục chiếm được nó? Ân, Sư ánh tuyết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói. Ta cùng tiểu bát nói qua, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời của ta, sẽ cùng với nó chung một chỗ đánh người quái dị nào đó. Cái người quái dị này hiển nhiên là chỉ mình rồi. Lâm lạc không khỏi cười to, tiểu nha đầu đi theo đường điềm lăn lộn lâu rồi, cũng trở nên càng ngày càng láo cá. Trứng huyết thú đâu, đều ở trong không gian của nữ nữ. Sư ánh tuyết ở trên lưng con cua nhảy dựng lên, về sau bản Ma Vương đại nhân muốn dẫn một chi đại quân quét ngang thần giới, để cho mỗi người nhìn thấy níu níu sợ hãi. Lâm Lạc gật gật đầu nói, nếu ngươi dẫn một chi đại quân tám chân, xác thực mỗi người đều bị hù sợ. Hừ, ăn không được bồ đào nói bồ đào chua, bản Ma Vương đại nhân mới không cùng ngươi chấp nhặt. Sư Ánh Tuyết quyết đoán không thèm nhìn Lâm Lạc trêu chọc. Lâm Lạc ở đáy hồ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện các loại thứ tốt như thần liệu gì, hắn hướng Sư Ánh Tuyết thận trọng nói, cái tám chân này ngươi nuôi là nuôi, nhưng phải phụ trách đối với nó, nếu để cho nó làm người bị thương. Hung vật sơ vị thần tam trọng thiên, lại nắm giữ tám đạo pháp tắc, nếu điên lên mà nói. Mọi người bên trong dưỡng tâm hú ai có thể chống đỡ. Thôi đi, tiểu bát nghe lời như vậy, mới sẽ không hư. Phải hay không tiểu bát, một câu đằng sau của sư ánh tuyết là nói với con cua kia. B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, hoàng kim bàng giải kẹp kẹp kìm lớn, phát ra thanh âm thanh thúy. Lâm Lạc ngừng lại, chỉ vào đại gia hỏa nói. Thời điểm ngươi tiến vào dưỡng tâm hũ, nhất định phải thu nó vào bên trong không gian pháp khí của mình, nhớ kỹ chưa? Người bên trong dưỡng tâm hũ là hắn quan tâm chính thức, tuyệt không có thể bị một chút tổn thương. Đã biết, sư ánh tuyết biểu môi nói ra. Vậy đi thôi, Lâm Lạc hướng mặt nước bơi lên, tuy dùng thần lực của hắn muốn duy trì lỗ đen bí thuật không hề có cảm giác cố hết sức. Nhưng ở loại địa phương này dù sao cũng không phải một sự tình để cho tâm người sung sướng. Trồi lên mặt nước, Lâm Lạc tiến nhập ở bên trong dưỡng tâm hú, một hơi lấy được ba kiện sơ thần khí, đây chính là đại thu hoạch, hiện tại là thời điểm chuyển hóa làm thực lực bản thân hắn rồi. Hắn trước lấy ra tâm mục xích được từ Liễu Thanh Mạn, đây là sơ thần khí một thuộc tính, bởi vì chủ nhân còn chưa chết, đối với Lâm Lạc mang chống cự mãnh liệt, không ngừng đột 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 nhảy lên, muốn thoát khỏi hắn trói buộc, một lần nữa trở về bên người chủ nhân. Loại chống cự cấp bậc này, Lâm Lạc cũng không cần tử đỉnh hỗ trợ, trực tiếp dùng lỗ đen chân áp, cắn nuốt khí hồn bên trong thần khí, làm cho nó trở thành tồn tại thần liệu, liền có thể đơn giản luyện hóa. Mảnh vỡ một hệ pháp tắc và đại lượng linh lực đồng thời dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lớn mạnh lấy thần hạch, bất quá loại pháp tắc cấp bậc sơ vị thần này căn bản không có khả năng cùng một hệ cấm tự đánh đồng, đối với Lâm Lạc cũng không hề có ích, bị hắn vứt bỏ hoàn toàn. Mà đây chính là thần khí cấp bậc sơ vị thần đỉnh phong, trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho Lâm Lạc như nhặt được trí bảo, tu vi trực tiếp từ sơ vị thần nhất trọng thiên sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, chỉ cần lại luyện hóa một kiện thần khí cấp bậc không sai biệt lắm, hắn có thể nhảy vào sơ vị thần nhị trọng thiên. Sau khi tâm mộc xích bị luyện hóa thành một đoạn gỗ mục, hắn lại lấy ra cây quạt nhỏ được từ liếu bách cương, cùng liễu gia truyền thừa tương ứng, chính là sơ thần khí không gian hệ, đồng dạng là cấp bậc đỉnh phong. Ở nắm giữ không gian pháp tắc, lâm lạc đồng dạng không cần tham khảo, chỉ là rút ra lực lượng trong đó, rất nhanh hoàn thành đột phá. Hắn bước ra dưỡng tâm hũ, Thiên địa cảm ứng, thần kiếp hiện ra. Hiển nhiên, chỗ này cũng là ở thần giới, nếu không thần kiếp sẽ không tạo ra. Nhưng không ai có thể chạy đi, nói rõ những thần vương kia bày ra cấm chế, nhất định phải làm cho người ở bên trong giết máu chảy thành sông. Lâm Lạc một bên ngăn cản thần kiếp, một bên cảm ứng đến thần lôi chi lực, tăng lên lĩnh ngộ của mình ở lôi hệ pháp tắc. Bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết dịch tiếp cận nghiêm chấn càn nhất, hắn ở lôi hệ pháp tắc lấy được mộ tính rất cường đại chỉ là so sánh với luyện hóa thần khí trực tiếp rút ra phát tắc, cái hiệu suất này còn kém rất nhiều. Bất chi bất giác đã vượt qua thần kiếp, bởi vì Lâm Lạc trực tiếp tế ra lỗ đen bí thuật, tự nhiên là lông tóc ít bị tổn thương, hắn về tới bên trong dưỡng tâm hú, cũng không có cùng mọi người tương kiến đến chúc mừng hắn đột phá lần này, mà là tiếp tục luyện hóa một kiện sơ thần khí cuối cùng. Viêm Long phó kiếm, Lâm Lạc gặp khó khăn, chống cự tương đối lớn, thanh kiếm này ngoan cố chống lại, càng có một đạo pháp tắc xa xa cao hơn cấp độ trước mắt của lâm lạc đang tiến hành bảo hộ mặc dù không có hiệu quả đả thương địch thủ nhưng năng lực bảo hộ lại phi thường cường đại lâm lạc cũng không biết viêm long phó kiếm là do viêm long kiếm sinh ra mà viêm long kiếm lại là thiên thần khí nó phong trấn pháp tắc chi lực tự nhiên vượt xa cấp độ trước mắt của hắn bất quá tử đỉnh ra vạn vật chấn lâm lạc tế ra tử đỉnh tử khí như thác nước ông một tiếng viêm long phó kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh thượng diện phong tỏa pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần lập tức bị xóa đi, hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt của hắn. Thanh lâm thần quốc, lỗ ra tổ địa, một đạo khí thức cuồng bạo đột nhiên bay thẳng vòng trời, đem bầu trời nấu đến đỏ bừng, vô số đạo hỏa vũ phiêu tán rơi rụng xuống, đem trọn bầu trời biến thành biển lửa, nếu ngẫu nhiên có thần linh bay qua, dù là trung nguyên thần cũng lập tức bị thiêu thành cho tàn. chương 1211, lỗ ra chấn động, một, chuyện gì xảy ra? Các đại lão lỗ ra nhau nhau từ các nơi bay vút tới, đứng ở trước một tòa đình viện cự đại, đúng là căn nguyên tản ra hỏa diễm trùng thiên kia, đem trung nguyên thần cũng lập tức xóa đi. Sao tổ khí đại nhân lại cuồng nộ như thế? Sắc mặt mọi người đều đại biến, không biết đã xảy ra biến cố hạng gì, viêm long kiếm nổi giận một bộ muốn hủy diệt thiên địa. Đông quân phó kiếm bị tiêu hủy, một trung niên nam tử từ trong miếu đi ra, mặt trọng táo, lông mày như tầm, có một cỗ khí thức thượng vị giả không giận tự uy, đúng là lỗ ra gia, gia chủ lỗ tam nguyên. Làm sao có thể, phó kiếm có pháp tắc của tổ khí phong tỏa, người phương nào có thể tiêu hủy phó kiếm? Chẳng lẽ là gặp được thượng thiên thần, bảy mồm tám lưỡi thảo luận, hiện trường một mảnh ầm ý. Lỗ Tam Nguyên đem tay đè xuống nói, theo tổ khí thông qua phó kiếm cảm ứng truyền về hình ảnh mơ hồ, người tiêu hủy phó kiếm cùng giết chết ba người đông quân, là cùng một người gây nên. Người này, bất quá là tu vi sơ vị thần, một mảnh lãnh tịch, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lỗ Tam Nguyên, nếu không phải hắn là lỗ gia gia chủ, lại là trung nguyên thần đỉnh cao, bọn hắn đều muốn xông lên phiến 17-18 cái tát, để cho hắn hảo hảo thanh tỉnh thoáng một phát. Sơ vị thần giết được ba người lỗ đông quân có được viêm long phó kiếm. Như thế nào tiêu hủy được viêm long phó kiếm? Đây chính là có pháp tác cấp bậc thượng thiên thần bảo hộ. Việc này, xác thực rất cổ quái. Lỗ Tam Nguyên gật gật đầu, tổ khí đại nhân phi thường tức giận, bản tọa muốn cùng tổ khí đại nhân đi minh ngục chiến trường, đem việc này điều tra tinh tường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút giật mình, không biết nên biểu thị như thế nào. Viêm Long kiếm chính là căn bản của Lỗ gia, để cho Lỗ gia còn có thể ở trong hội thượng thiên thần này miễn cưỡng dừng chân. Nhưng mà, Minh Ngục chiến trường là địa phương nào? Không khoa trương phải nói, đây tuyệt đối là một trong những chỗ nguy hiểm nhất thần giới, tu vi thượng thiên thần cũng không thể cam đoan có thể giết ra. Vạn nhất thần khí mất đi ở trong đó thì sao? Nhưng Phó kiếm Tiêu Hủy, tổ khí Lôi Đình tức giận, nếu ngăn cản tổ khí mà nói, nói không chừng thiên thần khí liền này trực tiếp phá không mà đi, vứt bỏ lỗ ra. Thậm chí, trước khi đi nó tiến hành đại đồ sát cũng có thể. Dùng lỗ ra hôm nay thế yếu, căn bản không cách nào chế ước thiên thần khí cường đại, trái lại còn cần nhờ viêm long kiếm mới có thể miễn cưỡng duy trì mặt tiền của cửa hàng. Cái thần tử này so với chủ càng cường, bọn hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí mà hầu hạ lấy, sợ tổ khí bất mãn. Kỳ thật thần khí lại há có cảm xúc, không quản xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cũng tốt, hung thần ác sát cũng thế viêm long kiếm chỉ là tuần hoàn theo quy tắc ở lúc nó được đúc thành mà làm việc thật giống như con voi sẽ không để ý con kiến đi ngang trước mặt nó phải chăng chen chân vào vấp nó một phát quyết định như vậy đi lỗ tam nguyên cũng là nhân vật cường thế lúc này đánh nhịp quyết định hắn là người cầm được một chi trong ba phó kiếm có thể cùng viêm long kiếm tiến hành câu thông nhất định cũng dùng quyền lợi gia chủ sử dụng viêm long kiếm chuyện hắn quyết định không người nào dám phản đối gia chủ ngài cùng tổ khí đại nhân chuẩn bị khi nào xuất phát. Lập tức, lỗ tam nguyên khẽ nhíu mày, bất quá, lúc này muốn đi vào minh ngục chiến trường, cần trả một cái giá lớn rồi. Hắn vẫy tay, một đạo hỏa long xẹt qua, ở trong tay của hắn hình thành một thanh cự kiếm chừng trăm trượng. Thân kiếm đỏ thấm, mặc dù không có hỏa diễm lượn lờ, lại phóng thích ra nhiệt độ cao đáng sợ, để cho không khí chung quanh thân kiếm không ngừng vặn vẹo. Tổ khí đại nhân, mời, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, một người một kiếm phá không mà lên lập tức biến mất đi xa sơ vị thần nhị trọng thiên đỉnh phong lâm lạc tiện tay vứt bỏ viêm long phó kiếm chỉ còn một cái chuôi kiếm có loại cảm giác bị lừa gạt biểu hiện ra thanh kiếm này tựa hồ rất cường đại nhưng trên thực tế là miệng cọp gan thỏ dựa vào đúng là pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần phong trấn ở phía trên lực lượng chân thật mà nó ẩn chứa lại tương đối yếu thậm chí còn kém tâm mộc xích cùng cái quạt kia đây là tự nhiên viêm long phó kiếm vốn là viêm long kiếm tạo ra cùng thần khí bình thường hình thành có khác biệt rất lớn, nghiêm khắc mà nói chỉ là thứ phẩm, nếu không phải có phong tỏa lấy một đạo pháp tác cấp bậc thượng thiên thần, cái này tối đa chỉ có thể coi là thần khí sơ vị thần nhất trọng thiên. Lâm Lạc vốn tưởng rằng lần này có thể thẳng tố lên sơ vị tam trọng thiên, nhưng lại kém một chút như vậy, cần chờ một đoạn thời gian rồi. Nhưng hắn cũng không có cái gì phải phàn nàn, ai có thể ở tiến vào sơ vị thần ngắn ngủn vài năm lại đột phá một cảnh giới nhỏ. Võ giả tu hành quả nhiên không có ly khai giết chóc cùng cướp đoạt, muốn nói ở phi vũ thành mà nói, lâm lạc đi đâu tìm ba kiện thần khí cấp bậc sơ vị thần. Đây chính là bảo vật so với thần dược cùng dai càng thêm chân quý, lâm lạc là đem mình bán đi cũng đổi không đến một kiện. Nhưng bây giờ lại dễ dàng cướp được ba kiện, nhưng trong thành cũng có chỗ tốt của nội thành, đó là có thể đạt được đan dược hắn cần, như nguyên thần đan các loại. Ai sẽ ở minh ngục chiến trường sắm cái đồ chơi này? Hắn đi ra cùng mọi người tương kiến, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, lấy ra rượu ngon sớm chuẩn bị tốt, mọi người uống tận hứng, sau đó nghiêm thanh cùng lâm hành nam tự động cách chàng, kế tiếp là xuân ý hòa thuận, vui vẻ lên giường nói chuyện suốt đêm. Đường điềm vốn định mang theo sự ánh tuyết quan sát thoáng một phát, nhưng lâm lạc cũng không có ham mê như vậy, vội vàng để cho nữ vương đại nhân mang theo các nàng rời đi. Đáng tiếc, bởi vì tiểu nha đầu, lâm lạc cùng phong sở liên không cách nào hoàn thành chuyện tốt, để cho hắn cũng đang lo lắng phải hay không không nhìn tiểu nha đầu xử lý nữ vương đại nhân luôn. Sau một đêm hoan ca, lâm lạc gia dưỡng tâm hút tiếp tục khắp nơi đi loạn hắn bỏ đi ý niệm đi khắp nơi tiêu diệt huyết thú đây là không thực tế minh mục chiến trường so với thần giới mà nói tuy rất nhỏ nhưng cũng chỉ là tương đối trên thực tế chỗ này tuyệt sẽ không kém tùy ý một cái thần quốc hắn lại há có thể quét được sạch sẽ còn nữa chính thức hại người chính là những thế lực buôn bán huyết thú kia hắn trước mắt cũng không có thực lực diệt trừ bọn chúng sạch sẽ như vậy hết thảy lại muốn trở về đường xưa tăng lên thực lực của mình nếu như hắn có được lực lượng thần vương cấp, như vậy ra lệnh một tiếng, lại giết chết mấy cái có can đảm kháng lệnh, ai còn dám phạm vào việc ác như vậy. Cũng không phân biệt phương hướng, lâm lạc tùy ý mà đi, bên người là mấy mỹ nhân như hoa như ngọc, ở địa phương hoang vu này giống như một phong cảnh xinh đẹp, chỉ tiếc một con cua lớn lại quá sát phong cảnh, thân thể mười trượng cao làm người ta trướng mắt. chương 1212, lỗ ra chấn động, hai tiểu nha đầu, để cho đại gia hỏa kia nhỏ đi chút ít, Lâm Lạc thật sự nhịn không được, a à hát, Sư Ánh Tuyết gật gật đầu, cúi người nói vài câu, cũng không biết nàng là cùng con cua kia câu thông như thế nào, quả nhiên thằng này ngừng lại, thân thể run lên, nhưng thân thể lại không nhỏ mà lớn, biến thành cao 20 trượng. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, đây là nhỏ đi sao? Sư Ánh Tuyết cắn hàm răng giả ngu, a à hát, người quái dị ngươi không phải nói tiểu bát lại biến lớn hơn một chút sẽ càng uy vũ sao? Ta cũng không nói, Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sư Ánh Tuyết. Được rồi được rồi, thật sự là không có cách nào bắt ngươi, không phải muốn này muốn nọ ư, tựa như một tiểu hài tử. Sư ánh tuyết thở dài, còn nhún nhún vai, buông buông tay làm cái tư thế không thể làm gì. Nàng nói lẩm bẩm, hình thể của hoàng kim bàng giải lập tức co rút lại, cuối cùng biến thành cỡ một con chó nhỏ, cùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ngược lại vừa vặn. Hơn nữa, theo hình thể hoàng kim bàng giải thu nhỏ lại, khí tức nó toát ra rõ ràng cũng tùy theo suy yếu, từ sơ vị thần tam trọng thiên xuống nhất trọng thiên có thể nói thần kỳ hoàng kim bàng giải thu nhỏ này nhìn về phía trên lộ ra có chút đáng yêu nhưng bọn người lâm lạc phong sở liên là nhìn thấy chân diện mục của thằng này sao có thể khởi ý nghĩ như vậy nhao nhao cự tuyệt sư ánh viết mời bọn hắn đi lên ngồi chung đương nhiên tiểu nha đầu là trực tiếp không để ý đến lâm lạc để cho lâm lạc ai thán mị lực của mình lúc nào trở nên kém như vậy ngay cả tiểu cô nương cũng lửa gạt không được vài ngày sau bọn hắn đi tới một cái sơn cốc dọc theo suối nước đi xuống. Xíu, yêu yêu, xiu, xíu, xíu, yêu yêu, mười mấy đạo nhân ảnh mạnh mẽ từ trái phải trước sau nhảy ra. Nữ có nam có, có già có trẻ, nhưng một người nâng tay phải đối với bọn người lâm lạc nhìn nhoáng một cái, lại lập tức lộ ra thái độ thất vọng. Là người một nhà, lời này vừa ra, những người nguyên bản dương cung bạt kiếm kia nhao nhau thu hồi vũ khí trong tay, tuy cũng lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng ánh mắt của đại đa số nam nhân lại chăm chú nhìn vào đường điềm không có che mặt lộ ra thần sắc si mê. Tiểu ma nữ là người cực độ không có tính nhẫn nại, đeo vài ngày cũng không biết ném cái khăn che mặt đi đâu rồi. Lâm Lạc biết rõ, vừa rồi lão giả kia là dùng minh mục vòng tay xác nhận thân phận của bọn hắn, mọi người đã cùng thuộc liệt hỏa thần quốc dĩ nhiên là đánh không nổi, giết người trận doanh mình này là sẽ móc ngược giá trị giết chóc, đối với người ở vào tầng dưới chót, lại một lòng muốn sống đi ra ngoài mà nói, một điểm giá trị giết chóc cũng không thể lãng phí. Hắn cũng không rõ ràng lắm những thế lực tiến đến giành huyết tinh, huyết thú có phương pháp khác ly khai nơi đây hay không, nhưng thần linh bình thường cũng chỉ có không ngừng giết chóc, đạt được một vạn điểm mới có thể ly khai nơi đây. Mười mấy người này, chín cái là sơ vị thần, trong đó sáu cái là nhị trọng thiên, ba cái là nhất trọng thiên, còn có bảy cái hư thần hoặc là ngụy thần, có lẽ là đội ngũ tự phát đi ra săn giết, vốn muốn mai phục bọn người lâm lạc, lại phát hiện bọn hắn cũng không phải con mồi. Mấy vị, các người thế đơn lực bạc, không bằng gia nhập chúng ta như thế nào. Một nam nhân sơ vị thần nhị trọng thiên nói, dáng người thon dài, rất có nhã nhận chi sắc, hẳn là người rất có tâm kế. Tại hạ quý hạ, chúng ta đều là ngẫu nhiên gặp được mới ở cùng một chỗ. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mấy vị thấy thế nào? Lâm lạc mỉm cười nói, điểm số làm sao chia, đây là một vấn đề sự thật nhất, nhiều người tuy lực lượng đại, nhưng mà ý nghĩa mỗi người phân lấy chỗ tốt sẽ ít hơn rất nhiều. Hừ, đi theo chúng ta ít nhất có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình còn muốn yêu cầu xa vời cái gì. Ở bên trong trận doanh đối phương, lại một thanh niên sơ vị thần nhị trọng thiên nói ra, đối với Lâm Lạc lộ ra biểu lộ khiêu khích. Vì cái gì hỏa khí lớn như vậy, Lâm Lạc hơi chút nghĩ lại, đã có chút minh bạch, đây là bởi vì mấy nữ nhân bên cạnh hắn. Tuy chỉ có đường điềm cùng sự ánh tuyết lộ ra tướng mạo sẵn có, nhưng phong sở liên chúng nữ chỉ xem tư thái liền để cho người tim đập thình thịch. Mà số lượng nữ tính thần linh lại từ trước đến nay rất thưa thớt, so sánh với nam tính gần như là một phần năm như vậy một mình hắn có được những nữ nhân này càng có khả năng đều là tuyệt thế mỹ nữ có thể không đưa tới siêu cấp cửu hận sao người này cũng không phải thật muốn khiêu khích lâm lạc mà là muốn dùng loại phương thức này khiến cho chúng nữ chú ý bất quá hắn nói cũng có vài phần đạo lý hư thần cảnh ở nơi này chính là con mồi hơn nữa lại không thể một mực ở trong doanh địa vậy muốn mạng sống mà nói chỉ có phụ thuộc vào cường giả mà ngụy thần cảnh thì càng không cần phải nói phế liệu trong phế liệu Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua hai nữ tính duy nhất trong đối phương, cũng có thể được cho là mỹ nữ chi lưu, đương nhiên so sánh với Đường Điềm, cái loại thanh thuần lừa gạt người chết không đền mạng này lại không biết kém mấy con phố. Hơn nữa, hai nữ này cũng chỉ vẹn vẹn là ngụy thần nhất trọng thiên, cũng là hai cái thực lực yếu nhất trong 16 người, coi như là hư thần, kỳ thật căn bản cũng không đến tác dụng trợ giúp gì, chỉ biết cản trở. Vậy vì cái gì những người này còn có thể mang theo hai người chỉ biết cản trở này? đáp án lại để cho lâm lạc ẩn ẩn có loại buồn nôn hắc 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 tất cả mọi người là đồng nhất quốc nói chuyện cũng không cần tính toán như vậy quý hạ đi ra làm người tốt trước đem nhóm người của mình giới thiệu một vòng lại nói bằng hữu xương hô như thế nào lâm lạc thuận miệng báo tính danh hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng con người làm ra ác hai nữ nhân kia muốn dùng thân thể đổi lấy an toàn cũng là chuyện của các nàng hắn không xen vào hắn cười nhạt một tiếng nói chúng ta còn muốn đi dạo sau sẽ không hẹn gặp rồi. Người cái này là có ý tứ gì? Thanh niên khiêu khích kia lại nhảy ra ngoài, hắn tên là Lê Tuấn Kiệt, trừng mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Sau sẽ không hẹn gặp, đây không phải chú bọn hắn chết ư? Lâm Bằng Hiếu, tuy ngươi là sơ vị thần nhị trọng thiên, bất quá muốn ở chỗ này lưu lạc, phần tu vi này căn bản không đủ, nếu không chúng ta sẽ không sớm đi ra chỗ chú quân cướp giết, gom góp đủ số giết chóc ly khai địa phương quỷ quái này. Quý hạ thì y nguyên dùng hình tượng mặt trắng xuất hiện, nói ngắn lại chính là muốn khuyên bảo một đoàn người lâm lạc lưu lại. Mấy vị cô nương, chúng ta đây có sáu sơ vị thần nhị trọng thiên, đi theo chúng ta khẳng định so với đi theo hắn an toàn. Lê Tuấn Kiệt trực tiếp đào góc tường, đi theo các ngươi, Chu Hạnh Nhi lấy khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Chương 1213, thần cấp âm thi, một, tỷ muội chúng ta chỉ cùng theo nam nhân chân chính. Bọn người quý hạ nhìn mà con mắt muốn rớt, sách, một cái thanh thuần như nước, cái này thì là thành thục vũ nghị đều có hương vị thật sự là mê chết người rồi lê tuấn kiệt càng là bật thốt lên nói là chúng ta a à, các ngươi là nam nhân chu hạnh nhi lộ ra biểu lộ khiếp sợ các ngươi ở đâu như là nam nhân sắc mặt bọn người quý hạ lập tức trở nên âm trầm xuống nguyên lai nữ nhân này là cố ý trêu đùa bọn hắn tiện nhân trong nội tâm bọn hắn giận dỗi nhưng cùng thuộc một quốc gia bọn hắn lại không thể dùng tử vong đến uy hiếp dù sao ai cũng thiệt thòi không dậy nổi giá trị giết chóc này Lâm Lạc có thể quét ngang một phương, nhưng bọn hắn bình quân một năm có thể kiếm đến một cái đầu người cũng đủ để thắp hương bái Phật rồi. Bởi vậy, tùy bọn hắn ngấp nghé sắc đẹp của đường điềm chư nữ, lại chỉ có thể dùng ngôn ngữ dụ dỗ nếu như không phải một quốc gia ngược lại dễ dàng uy hiếp. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn phát tác, chỉ nghe một tiếng ưng giết gào truyền đến, như kim thạch xé trời, để cho những sơ vị thần như quý hạ đều là sắc mặt trắng bệch, cấp bậc hư thần càng là không chịu nổi, sắc mặt ửng hồng, thất khiếu tràn ra máu tươi, lâm lạc nhướng mày giơ tay bố trí một đạo lực lượng cháo đem các nàng phong sở liên bao lung ở trong đó hắn ngẩng đầu lên đã thấy một vật thể màu trắng từ trên trời giáng xuống như là lưu tinh vẫn lạc hướng về đám người dưới đáy ném ra tốc độ cực nhanh bành thoáng một phát oanh kích trên mặt đất cũng làm cho mọi người phân hướng tứ phía nhảy ra miễn cho chúng ám toán nhưng thời điểm bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt đảo qua không khỏi hơi có chút xấu hổ cũng đồng thời từ đáy lòng bay lên một cỗ hàn khí cái ám khí này là một nữ nhân toàn thân xích lóa. Chết rồi, hình dạng của nàng vốn hẳn nên rất mỹ lệ, nhưng gương mặt lại vô cùng vặn vẹo, phảng phất ở trước khi chết nhận lấy thống khổ không cách nào hình dung, trên người có đạo đạo vết chảo, nhưng cũng không phải nguyên nhân trí tử. Khu vực hoa viên thần bí hiện đầy thất thải thần huyết, mà hai bí môn vô luận là phía trước hay đằng sau đều suy sụp mà mở rộng ra, giống như bị một cây gậy rất lớn chọc hư mất. thân thể chỉ là bị thương mà thôi, nhưng thần hồn đã bị triệt để xóa đi, đây là bị chết đến không thể lại chết rồi. A h h h, tất cả mọi người ai cũng sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên đây không phải người vừa rồi phát ra kêu to, mà là bị thần bí nhân kia hại chết. Trước khi chết còn nhận lấy tra tấn cực lớn, còn giống như là bị sinh sinh cường bạo chí tử. Trước sau đều mở, hiển nhiên người thần bí kia mặn nhạt không kỵ, tuy đại bộ phận nam nhân ở đây đều không có cái động phía trước kia, nhưng vẫn là có một đóa cúc hoa, A, vạn nhất thần bí nhân kia hung tính đại phát thì sao? một tiếng thét dài có thể chấn đến sơ vị thần nhị trọng thiên sắc mặt trắng bệch, cái này là đáng sợ bực nào. Ánh mắt của Lâm Lạc Y Nguyên nhìn lên trời không, nhìn xem một nam nhân vỗ cánh trôi nổi ở không trung, hoặc là nói điều nhân. Thân thể hắn cũng xích lóa, toàn thân cơ bắp, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều tựa hồ tràn đầy sức bật đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền có thể chấn một tòa núi cao văng tung tóe. Sau lưng mọc ra một đôi cánh bạch cốt, chừng dài hơn 10 trượng, xương trắng chấp động lên hàn mang tả ác. Đương nhiên, chứng kiến một nam nhân trần chuồng ánh mắt sẽ tránh không được đảo qua vật bất nhã kia nam nhân này có một da hỏa rất to và dài đáng sợ hơn chính là trên vật này còn mọc mấy trăm cây gai ngược trừng thốn đen như mực thượng diện còn lây dính tí thi thần huyết lại cúi đầu nhìn xem nữ thi nằm ngang trên mặt đất kia ai cũng có thể đoán được thần huyết tất nhiên là xuất từ trong cơ thể nữ thi này đồ chơi đáng sợ như vậy đâm vào trong thân thể có thể không xuất huyết sao hai mắt của điều nam cực kỳ dài nhỏ cái mũi phi thường cao tóc dài là màu hồng đỏ thấm, quái dị vô cùng. Khóe miệng của hắn mang theo dáng tươi cười dữ tợn, lộ ra tà ác để cho người buồn nôn. Trên tay phải mang theo một vòng tay, nhưng chỉ từ kiểu dáng hoa văn là cùng bọn người lâm lạc có khác nhau rất lớn, hiển nhiên không phải người liệt hỏa thần quốc. Lúc này, tự nhiên tất cả mọi người đều thấy được điều nam trần chuồng, mấy người quý hạ biến sắc, mồm mép đóng mở tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sừng sốt không có nhổ ra được một chữ. Hiển nhiên bọn họ là sợ đến im bặt rồi lâm lạc không khỏi kỳ quái bởi vì điều nam này cũng không quá đáng là sơ vị thần nhị trọng thiên giao đấu với bọn người quý hạ là không có ưu thế áp đảo huống chi bọn người quý hạ cũng có sáu sơ vị thần nhị trọng thiên liên thủ tự bảo vệ mình mà nói tuyệt đối không có vấn đề chẳng lẽ điều nam này cũng là yêu nghiệt cùng giai vô địch bạch cốt ma quân quý hạ rốt cục hộp ra một thanh âm chỉ là một cái tên như vậy lâm lạc cũng không thể nào biết rõ tình huống điều nam kia nhưng hiển nhiên người này là có chút tiếng xấu ở bên ngoài mới khiến cho bọn người quý hạ nghĩ đến thân phận của hắn mà bị dọa đến cơ hồ không có ý chí chiến đấu mảy may. Chợt, điều nam cổ động cốt cánh, thân hình tật rơi mà xuống, tốc độ nhanh đến gần như không gian thuấn di, nháy mắt một cái đã rơi xuống đất. Tuy hắn chân bóng, nhưng lại không để ý chút nào, ngược lại dùng ánh mắt khinh thường quét lấy mọi người, phảng phất bọn hắn mới là trần chuồng. Ánh mắt của hắn thấy được đường điềm, chu hạnh nhi, vật nửa mềm dưới đáy lập tức nhúc nhích đứng thẳng gai ngược như răng nanh, trong hai mắt dài nhỏ toát ra dâm dục chi sắc rõ ràng. Lâm lạc nhướng mày, hắn là không muốn nữ nhân của mình trở thành đối tượng cho nam nhân khác y dâm, lúc này hoành thân chắn trước mặt chúng nữ, chặn ánh mắt của điều nam. Điều nam chậm rãi tiến lên, môi lộ ra một vòng cười lạnh, hàm răng dị thường buồn nôn, hắn giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, móng tay trường dài nửa xích, biên giới lóe hàn mang, giống như mốt con dao găm. Hắn chỉ vào lâm lạc, nhổ ra thanh âm giống như từ bên trong sắt đá nặn ra. Giết hắn đi, các ngươi có thể sống. Chỉ một câu nói như vậy, bọn người quý hạ rõ ràng đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào lâm lạc. Từ khi điều nam xuất hiện, bọn người quý hạ phảng phất nhận mệnh rồi, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, một bộ chán nản chết chắc rồi. Nhưng mà một câu của điều nam lại để cho bọn hắn sống lại, lập tức từ dê đợi làm thịt biến thành dã thú hung ác, lộ ra sát khí dữ tợn. Điều nam này đến tột cùng có hung danh như thế nào, rõ ràng để cho bọn người quý hạ bị dọa trở thành như vậy. Sát, sáu sơ vị thần quý hạ đồng thời phát khởi công kích, băng tiến tung vũ, hỏa diễm phần thiên, liệt thạch xuyên không, mấy người kia phảng phất không còn sợ giết chết lâm lạc sẽ để cho giá trị giết chóc của bọn hắn giảm bớt, vừa ra tay là công kích tàn nhẫn nhất. chương 1214, thần cấp âm thi, hai, mấy người khác bởi vì thực lực quá yếu, cũng không có triển khai công kích, chỉ là ở một bên phất cờ hò reo, thay bọn người quý hạ trợ uy. Xem ra, mình cũng phải dựng nên hung danh hiển hách mới được, miễn cho luôn gặp được loại chiến đấu nhàm chán này. Trong nội tâm lâm lạc thầm nghĩ, hắn là người chán ghét phiền toái, bởi vậy sau khi từ nơi chú quân đi ra hắn không che giấu cảnh giới nữa, chính là không muốn đánh nhàm chán. Nhưng cảnh giới cũng không giống với thực lực, hắn lại không thể ở trên chán dán nhãn hiệu viết lão tử cùng dai vô địch, ai tin mới là lạ. Mà hắn thoạt nhìn sẽ ở mảnh đất cằn sỏi đá này nghỉ ngơi một thời gian thật dài, như vậy muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết phiền toái, hắn nhất định phải đánh ra hung danh của bản thân. Vậy dùng sáu người này đến huyết tế là tốt rồi. Lâm Lạc lộ ra một nụ cười lạnh tràn ngập sát khí, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, bởi vì đối phương là bị buộc mà sẽ nhân từ nương tay. Mỗi người đều phải vì quyết định, sở tác sở vi của mình mà phụ trách. Lục đạo công kích hùn hùn kéo đến, trong hai mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo ánh sáng âm u, nắm tay phải cố lấy, bành, oanh ra, phốc, 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 sáu âm thanh trầm đục, sáu người quý hạ đồng thời không thể tin mà cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, ồ ồ. Máu tươi thẳng tuôn, nội tạng của mỗi người bọn hắn đều bị oanh bạo. Đối với thần linh mà nói, cái này cũng không chí mạng, nhưng đáng chết chính là, một cổ lực lượng cường đại đang ở trong cơ thể của bọn họ lan tràn, vô tình cắn nuốt thần hồn của bọn hắn, lập tức để cho bọn hắn vĩnh viễn mất đi ý thức. Ba ba ba, sáu người đồng thời ngã xuống, chết mấy người còn lại đều bị sợ đến toàn thân phát run, hai nữ nhân càng là sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Ra một quái vật không tính, hiện tại lại tới cái thứ hai. Biết sớm như vậy, cần gì phải sợ hãi điều nam kia? Mấy người còn lại một bên sợ hãi lâm lạc cường đại, một bên lại âm thầm may mắn trước kia không có ra tay, nếu không hiện tại bên trong người nằm trên đất, khẳng định cũng có phần của bọn hắn rồi. Trong ánh mắt của điều nam hiện lên một đạo kinh ngạc, nhưng thần sắc cũng không có chấn động quá lớn, hắn nhìn thẳng lâm lạc nói ngươi rất cường đại có tư cách để cho ta biết rõ tên của ngươi ra mặt lâm lạc co lại bởi vì đồ chơi giữa háng của đối phương đang nhắm về phía mình cái này để cho hắn làm sao có thể không buồn nôn nhưng hắn càng không thể nghiêng người để cho các nàng phong sở liên nhìn xem đồ chơi kia không phải càng thiệt thòi sao hết lần này tới lần khác lúc này đường điềm còn nói một câu để cho hắn thiếu chút nữa té ngã đại phôi đản vật của hắn lớn hơn của ngươi rất nhiều Tiểu ma nữ cái gì cũng tinh, nhưng ở chuyện nam nữ chính là một ngu ngốc, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác sụp đổ, ngay cả cái này cũng bị nàng trở thành chuyện cười mà nói rồi. Hắn thở dài nói, ta gọi Lâm Lạc, tên của ngươi không cần phải nói, ta không có hứng thú biết rõ, dù sao ngươi lập tức sẽ là người chết rồi. Điều nam sừng sốt một chút, lập tức cười lên ha hả. Rất tốt, rất tốt, khó được chứng kiến một người so với ta càng cuồng. Ta sẽ đem ngươi chế thành thi nô, cho ngươi chọn đời trở thành nô bộc của ta hãy bớt xàm môn đi, lâm lạc không kiên nhẫn nói, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì câu kia vô tâm kia của đường điềm làm cho hắn cơ hồ bạo tẩu. Đồ chơi kia đã thoát ly phạm chủ nhân loại, có thể so sao. Nhớ ký tên của ta, già Lama, chủ nhân của ngươi. Điều nam rỗi tay phải ra, năm phiến móng tay nhao nhao bắn ra, giống như trên ngón tay cắm năm thanh dao găm. Âm thi, ánh mắt của lâm lạc lóe lên, điều nam già Lama cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, là âm thi tông ở Ngân Nguyệt Tinh Nam Châu, đã từng gây ra náo động cực lớn. Còn có thần cấp âm thi, Lâm Lạc nhìn xem già Lama, trong nội tâm bay lên nguyên một đám nghi vấn, thần cấp âm thi lại đáng sợ như thế nào. Bành, bành, già Lama đi nhanh hướng tới Lâm Lạc, Tùy mỗi một bước đạp xuống đều nhẹ như lông hồng rơi xuống đất, nhưng một cỗ cảm giác kỳ dị lại ở trong nội tâm mọi người lan tràn, giống như có một cái búa đập nệt, để cho sắc mặt mỗi người bọn hắn trắng bệch, có loại muốn phun huyết. Thì bí mật, đoạt tâm già la ma há mồm khẽ hấp trong hai mắt hồng sáng lóng lánh đầu đầy tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa lâm lạc nao nao trái tim của hắn kịch liệt nhúc nhích muốn từ trong lồng ngực xuất hiện hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy các nàng phong sở liên cũng mỗi người lộ ra biểu lộ khó chịu vẻn vẹn chỉ có sự ánh tuyết là tựa như không có việc gì tiểu nha đầu này ngay cả thượng yên thần cũng không làm gì được a à. hắn vội vươn tay một cuốn thu chúng nữ vào bên trong dưỡng tâm hũ cũng không phải hắn vô lực bảo hộ các nàng mà là đồ chơi của nam nhân kia cứ anh dũng ngẩn cao, như thế nào cũng làm lâm lạc cảm thấy không được tự nhiên. Phốc phốc phốc, phong sở liên các nàng có lâm lạc bảo hộ, nhưng những người còn lại kia thì thảm rồi, từng trái tim đỏ rừng rực nhuốm máu cứ thế mà phá ngực nhảy ra, ngay ngắn bay về phía giả la ma, từng cái trôi nổi ở trước người của hắn. Giả la ma há mồm khẽ hấp, một trái tim bay vào trong miệng của hắn, bị hắn ba ba vài cái nhai nát nuốt vào, sắc mặt như người chết của hắn lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ, khí tức tăng lên mấy người ném đi trái tim kia không cái nào không sắc mặt trắng bệch thần sắc lộ ra cực kỳ uể oải tuy sau khi thành tựu thần linh đã không có chỗ hiểm đáng nói nhưng thần huyết bên trong trái tim lại cực kỳ chân quý trái tim bị đoạt quá tổn thương nguyên khí rồi cà 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 già la ma phát ra tiếng cười y hệt như kim thạch ma sát một ngụm một cái đem trái tim còn lại từng cái thôn phệ để cho hắn giống như chỉ trong nháy mắt bổ túc tinh khí thần mặt mày hồng hào sáng dọi tràn động hai cánh bạch cốt mở ra như đại thụ trời che, hắn tiếp tục hướng lâm lạc đi đến, uy áp khổng lồ như núi đá đặt ở trong lòng mọi người, tuy bọn hắn đã không có trái tim, nhưng thần linh muốn một lần nữa tạo ra khí quan tùy ý chỉ là sự tình trong chớp mắt. Thi khí trảm già la ma khẽ quát một tiếng, hai tay chém ra, hai đạo không khí đen nhánh phun dũng mà ra, hóa thành hai thi long, hướng về lâm lạc giết gào mà đi. Lâm lạc như thiểm điện duỗi hai tay ra, tất cả nắm cổ một đầu thi long, dùng sức sờ, hai thi long này tức cáo chôn vùi, nhẹ nhóm như là đối phó hai con cá trạch. Thật sự có tài, ánh mắt của già Lama siết chặt, cánh xương chấn động, hướng lâm lạc bay đi, hai tay thành chảo, tật hướng đỉnh đầu của hắn chộp tới. chương 1215, hung vật hiển uy, một, kỳ lạ chính là, sau khi ăn mấy trái tim, trên mặt của hắn hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như tinh thần đại chấn, nhưng hai tay lại khô gầy lên, thực sự biến thành một đôi điều chảo, mười ngón vừa đen vừa dài, tựa như sắt đá. Lâm lạc mỉm cười, duỗi ra hai đấm nghênh tiếp, bành, hai người rốt cuộc chân thật liều mạng một cái, một đạo lực lượng cường đại chấn động tuôn ra, chấn đến không gian bốn phía vỡ vụn, cũng làm cho mấy người kia nhao nhau bị đánh bay, lại lần nữa cuồng phun máu tươi. Xoát, xoát, cánh xương sau lưng già la ma xoáy trương, như là hai cây đại đao xẹt qua cổ của lâm lạc, mà hai tay của hắn thì gắt gao quấn quyết lấy lâm lạc, không cho hắn có cơ hội nâng quyền chống đỡ. Lâm lạc không khỏi bật cười, nếu như thực lực của hai bên tương đương, như vậy già Lama xác thực có thể cuốn lấy hai tay của hắn Dùng cánh xương đối với hắn cấu thành uy hiếp tương đối Nhưng mấu chốt là, thực lực hai người thực sự ngang nhau sao Hắn khẽ quát một tiếng, hai đấm dễ dàng thu hồi, nhắm cánh xương đánh qua Ba, ba, mảnh vỡ bạch cốt kích phi Già Lama phát ra một tiếng kêu đau đớn, dưới chân đăng 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 mà lùi lại bảy trượng Vừa rồi còn là mặt mày hồng hào xíu Yêu yêu, cái trở nên tái nhợt, thân thể cơ bắp phát ra từng đợt run dày hai cánh bạch cốt của hắn bị hai quyền này của lâm lạc đánh tan một nửa giống như một cây quạt bị xé toang một khối thập phần trướng mắt mà đọng ở sau lưng của hắn bên trong xương gãy có chất lỏng đen kịt chảy ra vô luận là thần huyết hay là thần tủy đều hẳn là thất thải chi sắc tại sao thằng này là màu đen âm thi quả nhiên quái dị ngươi chọc giận ta rồi hai mắt của già la ma huyết hồng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ bên trong hắc khí lượn lờ cánh xương của hắn nhanh chóng kéo dài đem bộ phận vừa mới tổn thất chữa trị trở về trong cổ hắn trương lên hai má giống như con cóc không ngừng phập phồng khuôn mặt rõ ràng bành trướng miệng càng trương càng lớn mở rộng đến trọn vẹn một phần ba bộ mặt của hắn oa ha 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 khuôn mặt thất là quái dị sư ánh tuyết ở một bên hoa chân múa tay vui sướng cấm chế của dưỡng tâm hữu đối với nàng không có hiệu quả tiểu nha đầu muốn ra liền ra không giống thạch nguyệt nha tuy đồng dạng cũng có thể bỏ qua cấm chế nhưng ít ra còn rất nghe lời lâm lạc chết Già la ma phát ra một tiếng giống to rung trời, sóng âm như là sóng biển hướng bốn phương tám hướng bước bắn đi, mà hắn cũng mở ra miệng khổng lồ hướng lâm lạc cắn tới, như muốn thôn phệ. Xương cốt của ta rất cứng rắn, người tiêu hóa không được đâu. Lâm lạc cười nhạt một tiếng, một quyền oanh ra, đánh về phía Già la ma. Thì bích chi Hữu đầu của già la ma càng lớn, chỉ ít cao đến hai trượng, cùng thân thể cơ bắp của hắn đã hoàn toàn kém xa, hắn không chút nào để ý hai đấm của lâm lạc, tựa hồ muốn liều lưỡng bại câu thương, y nguyên hướng về lâm lạc cắn tới. Bành, bành, nắm đấm của lâm lạc phát sau mà đến trước, oanh ở bên trong ngực của già Lama, nhưng chỉ là truyền đến hai tiếng trầm đục, giống như đánh vào một miếng sắt, đúng là phản chấn đến lâm lạc có chút run lên. Năng lực phòng ngự thật là lợi hại, mặc dù lâm lạc không có vận dụng lỗ đen bí thuật, nhưng sáu đạo pháp tác cùng cảnh giới chi lực trung chuyển, đủ để đối với sơ vị thần đỉnh phong tạo thành lực sát thương đáng sợ, nhưng đánh vào trên người già Lama lại không có hiệu quả. Trách không được hắn có được hung danh để cho bọn người quý hạ ngay cả phản kháng cũng không dám, chỉ là phòng ngự chi lực này cũng đủ để cho thần linh sơ vị thần đỉnh phong nhíu mày. Âm thi ở hạ giới dùng phòng ngự cường đại nổi danh, sau khi thành tựu thần vị cũng y nguyên như thế. B.O.A.N.G. Miệng rộng cắn xuống, lâm lạc lập tức tan biến ở trong đầu già Lama. Nhưng ngay trong nháy mắt, bên má trái của già Lama cứ thế mà bị oanh ra một cái động lớn, Lâm Lạc rất là tiêu sái nhảy ra, trên người không dính một chút dơ bẩn. Đáng chết, đầu của già Lama đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng trên gương mặt y nguyên có một vết thương, da mặt kéo xuống, lại quỷ dị mà không có chảy ra một giọt thần huyết. Cùng phàm thi hạ giới đồng dạng, âm thi huyết dịch chỉ tồn tại ở bên trong trái tim, cũng chỉ có vài giọt tâm huyết như vậy, vô cùng ngưng thực. Thời điểm hắn xuất hiện là dùng khí thế quân lâm thiên hạ, nhưng bây giờ lại liên tục hai lần ở trong tay lâm là có hại chịu thiệt, cái này tự nhiên để cho hắn thẹn quá hóa giận rồi. Bất quá, hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ, trước kia hắn rõ ràng nhẹ nhõm chặn hai đấm của Lâm Lạc, nhưng vì cái gì sau khi hắn nuốt đối phương vào, tên kia ngược lại trở nên hung mãnh lên như vậy. Hắn nuốt cũng không phải đùa giỡn, mà là có chứa khí thức ăn mòn mãnh liệt, có thể lập tức tiêu hủy một sơ vị thần. Nhưng đối phương lại giống như không có việc gì, còn như là ăn hết xuân dược đại phát thần uy, một lần hành động xua nát thần thể của hắn, cái này để cho hắn làm sao có thể lý giải. Già la ma cũng là như thế, huống chi những người bị chấn đến xa xa kia, mỗi một cái đều tựa như nằm mơ, nhìn xem cái này rõ ràng chỉ là sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng lại có được năng lực cùng dai vô địch. Người so với người, tuyệt đối giận điên người, mà hai nữ tử thì con mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm lạc, phảng phất như mèo con nghe thấy được mùi cá, hận không thể lập tức quăng đến trong ngực của hắn, dùng thân thể để đổi lợi ích, đây cũng là sinh tồn chi đạo của các nàng ở nơi này. Mặt to số điều nhanh giao di ngôn đi. Sư ánh tuyết ngồi ở trên người hoàng kim bằng giải, thập phần hưng phấn kêu lên. Bề ngoài thanh thuần đáng yêu của nàng hoàn toàn là gạt người, chính là một nhân vật chỉ e thiên hạ bất loạn, nếu không cũng sẽ không mơ tưởng dùng tư thế ma vương thống nhất thần giới. Con mắt dài nhỏ của già la ma đảo qua sư ánh tuyết, nguyên vốn cách nghĩ định tạm thời lui lại cũng lập tức cải biến. Hắn tuy hung hăng càn quấy, khát máu, nhưng tuyệt đối không phải một người lỗ mãng, lâm lạc để cho hắn nhìn không thấu, dần dần phát lên một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, để cho hắn hạ xuống quyết định tránh đi mũi nhọn. Nhưng tiểu nha đầu đột nhiên kêu gào lại để cho trong lòng của hắn khẽ động, đây chính là một đối tượng phát tiết. Bên trong cánh xương của hắn có chứa không gian pháp tắc, có thể làm cho hắn như gió bay lượt, tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vậy, nếu hắn xuất kỳ bất ý bắt lấy tiểu cô nương kia rời đi mà nói, lâm lạc căn bản không có khả năng đuổi đến. Mặc dù tiểu nha đầu còn quá non nớt, nhưng hắn tuyệt không ngại đang ở trước mặt lâm lạc thi triển hung ác, thưởng thức lâm lạc phẫn nộ lại vô kế khả thi. Xíu, yêu yêu, hắn lập tức đem ý nghĩ thay đổi này áp dụng, cánh xương mở ra, gần như không gian thuấn di lướt đến trước người sư ánh tuyết, thò tay liền hướng nàng bắt tới. chương 1216, hung vật hiển uy, hai, oa, người quái dị cứu mạng a hát, sư ánh tuyết thét to, mà hoàng kim bàng giải ở dưới thì nhanh chóng lui ra sau, vừa đúng để cho giả la ma bắt hụt. Cô nàng này lại đang đùa nghịch rồi, ha ha ha, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Già la ma có tự tin như vậy, đừng nhìn lâm lạc cùng hắn chỉ cách vài chục trượng, nhưng đầy đủ hắn bắt lấy sự ánh tuyết vỗ cánh ly khai, phong chi cốt dược của hắn có được năng lực so sánh không gian thuấn di. Lâm lạc thì nhún nhún vai nói, nhà đầu đáng ghét như vậy, ta còn đang lo tiến đưa nàng không đi, người muốn bắt ta còn cảm ơn a. À. Già la ma sững sờ, nhìn nhìn lại lâm lạc hai tay ôm ngực, quả nhiên không hề có ý tứ ra tay. Nhưng sau khi sững sờ, hắn không khỏi cười lạnh muốn dùng loại hư chiêu này đến lửa bịp ta, để cho ta thu tay lại sao? Mơ tưởng, hắn chỉ coi lâm lạc là cố ý làm thấp đi giá trị của sư ánh tuyết, bởi vì đối phương căn bản cứu viện không kịp. Mà càng là như thế, lại càng có thể thấy được địa vị của tiểu cô nương này ở trong lòng lâm lạc trọng yếu bao nhiêu. Nếm qua thiệt thòi, đều từ trên người tiểu nha đầu này đòi lại. Già la ma nhe răng cười lấy, với tư cách âm thi chi thân, hắn căn bản không có cảm giác vinh dự gì đáng nói, mà là có thù tất báo. Sư ánh tuyết giận tím mặt, chỉ vào lâm lạc nói. Người quái dị, người quá không có suy nghĩ rồi. Lâm lạc cười hắc hắc, người ở chỗ ta hết ăn lại uống lâu như vậy, sớm nên thu thập chăn nệm xéo đi rồi. Oa nha nha, tức chết bổn ma vương rồi. Sư ánh tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn làm hình dáng phẫn nộ cực đoan. Các ngươi cũng có chừng có mực cho ta. Già la ma giận dữ hét. tuy thực lực của tiểu cô nương yếu kém, nhưng con cua mà nàng ngồi sao láo cá như thế, rõ ràng nhiều lần để cho hắn ra tay thất bại trong lỗ tai còn phải nghe bọn hắn giúp nhau chiêu chọc, cái này để cho hắn có thể không tức giận sao, cũng quá không coi hắn vào đâu rồi. Cho ta tới, già la ma hét lớn một tiếng, duỗi ra móng trái mạnh mẽ phóng đại gấp trăm lần, giống như một tấm lưới đánh ca hướng về sư ánh tuyết cùng hoàng kim vàng giải bắt tới. Đáng giận, xem bổn ma vương dễ khi dễ sao, sư ánh tuyết tức giận nói, tiểu bát, giết cho ta, xoát, hoàng kim bàng giải trở ngại mệnh lệnh của nàng, một mực không thể ra tay mà nghẹn khuất, Nghe được chủ nhân hạ lệch, lúc này nó triển khai công kích, một cái kìm lớn thỏ ra, cũng đồng dạng phóng lớn rất nhiều lần, hướng về bên hông giả Lama kẹp tới. Banh, bàn tay giả la đè xuống, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của sư ánh tuyết đánh tới trên người hoàng kim bàng giải. Mà cùng một thời gian, cái càng của hoàng kim bàng giải cũng kẹp đến bên hông giả Lama. Như thế nào có thể, ah, à giả Lama phát hiện sư ánh tuyết rõ ràng có thể hóa thành thân thể hư vô, không khỏi hai mắt trừng trừng lộ ra biểu luộc tuyệt đối không cách nào tin mà một chảo này của hắn chụp vào rõ ràng ngay cả sát ngoài của hoàng kim bàng giải cũng không có thể đánh nát nhưng kìm lớn bên hông lại bỗng nhiên buộc chặt cốt nhận gập gành cứ thế mà đâm vào da của hắn mang cho hắn đau đớn vô cùng mãnh liệt làm sao có thể hắn là thân thể âm thi lực phòng ngự ở trong thần linh đồng bậc có thể nói là thứ nhất ngay cả sơ vị thần đỉnh phong cũng tuyệt không có khả năng xé rách vì cái gì sẽ bị một con cua nhìn về phía trên chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên kẹp chặt sắp chém ngang lưng Hoàng kim bàng giải mạnh mẽ siết chặt, tạp thoáng một phát, già la ma cứ thế mà bị kẹp lại, biến thành hai đoạn. Những người bên ngoài kia ngay ngắn há hốc mồm, tại sao có thể như vậy? Hai đoạn thân thể đứt rời của già la ma di động để hoàn thành nối tiếp, nhưng sắc mặt hắn vốn là tái nhợt hiện tại càng lộ ra bệnh trạng, càng nhiều hơn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm thi chi thân của hắn trước sau bị lâm lạc cùng một con cua lớn đánh nổ, cái này để cho hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được. Không sai, âm thi chi thân xác thực vô cùng cứng cỏi, nhưng gặp được lỗ đen pháp tắc vậy thì tựa như giấy. Mà con cua kia lại là bát pháp cùng tu, tám đạo pháp tắc chi lực trung chuyển, lực lượng càng thêm bá đạo cường hành rồi. Cánh xương của già la ma chấn động, bay lên cao trăm trượng, ánh mắt dao động bất định mà nhìn ba gia hỏa để cho hắn hoàn toàn đoán không ra phía dưới, trong nội tâm hàn ý phát sinh. Đi, hắn lại lần nữa kiên định ý định lui lại, tuy bị tổn thất nặng, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội đem hết thảy đòi lại, chỉ cần lại đáp ứng lão gia hỏa kia mấy yêu cầu, đến đạt được thực lực phi tốc tăng lên. Già la ma chấn động cánh xương, muốn ly khai mảnh đất thị phi này. Hiện tại còn muốn đi, lâm lạc cười nhạt một tiếng, thân hình thoáng động, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người già la ma, chặn đường đi của hắn. Không, không gian thuấn di, già la ma chấn động. Như thế nào cũng không nghĩ tới lâm lạc nắm giữ không gian thuấn di có thể khắc chế phong chi cốt sực của hắn mặc dù nói hai cánh của hắn chấn động để cho hắn có được tốc độ tiếp cận không gian thuấn di, nhưng dù sao cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, cùng giống nhau là hai chuyện khác nhau. Bành nắm đấm oanh qua trước mặt, già Lama từ không trung rơi xuống, đem mặt đất oanh ra một cái hố to siêu cấp. Một lát sau, một bàn tay khô gầy từ trong hầm giò xét đi ra, sau đó thân thể của già Lama chậm rãi leo ra, trên mặt có một quyền động bị đánh lõm vào, lại quỷ dị đến không có phục hồi như cũ, giống như da của hắn căn bản không có chút co giãn già la ma từ trong hố to leo ra thân thể còn đang run rẩy một quyền kia của lâm lạc đánh cho hắn thật đúng là quá sức đến bây giờ còn để cho hắn trời đất quay cuồng tùy thời có thể một phát té ngã không đứng dậy được nắm đấm của thằng này như thế nào đáng sợ như vậy rõ ràng có thể trực tiếp đối với thần hồn của hắn tạo thành trùng kích trong ánh mắt của già la ma lộ ra vẻ sợ hãi âm thi huyết dịch chỉ hội tụ ở bên trong trái tim dù đem hắn bầm thây vạn đoạn nhưng đừng suy giảm tới trái tim Vậy đối với hắn không tạo thành được tổn thương mảy may. Nhưng mà, nắm đấm của Lâm Lạc rõ ràng có thể trực tiếp trùng kích thần hồn của hắn, đây là cái khái niệm gì? Thân thể của hắn lại cường hoành cũng không dùng được, thần hồn mới là căn bản của một thần linh. Ở trước mặt Lâm Lạc, hắn dựa vào thân thể cường hoành tự tin lại không có tác dụng mảy may, cái này còn chơi thế nào? Làm sao có thể như thế? Vì cái gì phòng ngự của hắn đối với lực lượng trùng kích của Lâm Lạc sinh không ra một tia tác dụng? Bành Già la vừa mới đứng vững, lại bị một quyền của lâm lạc oanh gục xuống, mặt đất lần nữa oanh chấn, hiện ra cái hố nhỏ thứ hai. chương 1217, cương giả thần bí, một, lần này thời gian bò lên càng dài hơn, già la ma vỗ động lấy cánh xương lung la lung lay bay ra, chứng kiến lâm lạc lại muốn vung nắm đấm lên, lập tức dọa đến hắn hoảng sợ nói. Dừng tay, bành, lâm lạc căn bản không có ý tứ dừng tay, một quyền này rắn rắn chắc chắc oanh kích, đem già la ma nện gục xuống lần nữa ta đã nói dừng tay rồi đã qua một hồi già la ma không dám lại leo ra mà là ở dưới đáy hét lớn lâm lạc cười ha ha nói ta vì cái gì phải nghe lời ngươi âm thi là một trong những đồ vật lâm lạc căm hận nhất cho dù già la ma không có ngay từ đầu xuất hiện việc ác lâm lạc cũng tuyệt đối không buông tha hắn già la ma không khỏi cứng lại xác thực hắn có tư cách gì để cho lâm lạc dừng tay trên thực tế hắn cũng chưa từng có rơi xuống qua tình trạng thê thảm như thế Lúc nào hắn cần hướng địch nhân cầu xin đến bảo vệ tánh mạng rồi hả? Ngươi là không thể trêu vào người đứng phía sau ta, tuy già Lama không muốn nói như vậy, nhưng liên quan đến tánh mạng của mình, hắn lại không thể không thừa nhận mình thất bại. Hắn đồng dạng ở trong minh ngục chiến trường, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng đồng dạng sống không được. A há, ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, trực tiếp đưa tay nắm già Lama từ trong hố sâu đi ra. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn có mấy phần cốt khí, nhưng xem ra là đánh giá cao ngươi rồi. Trên mặt già Lama một hồi hỏa thiêu, nhưng vì giữ được tánh mạng hắn cũng đành phải vậy, ngày sau đạt được lực lượng cường đại, lại quay đầu báo thù. Nếu không, người chết cái gì cũng đã xong, còn nói báo thù cái rắm Bành, lâm lạc oanh qua một quyền, đánh vào trên mặt già Lama, kinh lực to lớn thậm chí trực tiếp oanh gãy đi cổ, làn da của già Lama, một cái đầu lập tức bay lên không, xẹt qua một đường vòng cung sau đó rơi xuống đất, sau đó lại bắn lên, phanh, liên tục bật lên vài chục lần mới rốt cục ngừng lại. Ngươi còn đánh, già la ma phát mộng rồi, sau khi đầu được dựng lại, lộ ra biểu lộ vừa sợ vừa giận. Đánh thì thế nào, lâm lạc buông tay chế kìm thân thể già la ma ra, một quyền lại oanh, nắm đấm khủng bố đánh tiến vào ngực già la ma, đem lồng ngực của hắn cứ thế oanh ra một cái động lớn. Không, sắc mặt già la ma đại biến, bởi vì một quyền này của lâm lạc trực tiếp oanh phát nổ trái tim của hắn. Âm thi đem huyết dịch tụ ở bên trong trái tim, cố nhiên sẽ không bởi vì đứt chân đứt tay mà bị tổn thất chút nào, nhưng mà đem nguy hiểm tập trung, trái tim này bị đánh phát nổ, tất cả thần huyết ở trong nháy mắt rơi vãi như mưa. Kỳ lạ chính là, thời điểm những thần huyết này rơi vãi xuống mặt đất, trên mặt đất rõ ràng lập tức mọc ra một mảnh hoa cỏ màu xanh, cũng dùng tốc độ cực nhanh khỏe mạnh phát triển, tạo thành một thảm cỏ xanh. Nhưng minh ngục chiến trường là chỗ đáng sợ hạng gì, lực lượng ẩn chứa trong thần huyết rất nhanh liền bị hao hết, phiến hoa cỏ màu xanh này cũng lập tức héo rũ, hóa thành mục nát một lần nữa trở về thiên địa. Lâm Lạc khẽ giật mình, không nghĩ âm thi tả ác rõ ràng còn có một mặt tràn đầy sinh cơ. Đúng rồi, cuối cùng của chết là sinh, âm thi chi đạo, kỳ thật là một chi của một hệ đại đạo, chỉ là đi cực đoan chi lộ. Nhưng trái tim chi huyết là tinh hoa chi nguyên của âm thi, do tử khí ngưng kết, lại diễn hóa ra sinh chi đạo, có một loại hương vị phản pháp quy chân. Chút ít âm thi ở ngân nguyệt tinh kia cấp độ quá thấp, xa xa còn tiếp xúc không đến sinh chi đạo này, nhưng sau khi tiến vào thần cấp, tiếp xúc đến tầng diện pháp tắc này, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà âm thi cuối cùng là tà ác chi vật, cũng chỉ có thần huyết mới bao hàm sinh chi đạo, bản chất y nguyên đại biểu cho tử vong. Có đủ hay không, già la ma phẫn nộ quát, trái tim bị đánh bạo, thực lực của hắn sẽ ở một đoạn thời gian rất dài không cách nào tăng lên, trước hết đem bộ phận này hao tổn đền bù trở về. Lâm lạc phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Ngươi cho rằng ta là vì không dám giết ngươi mà phát tiết lửa giận sao. Già Lama không khỏi khẽ giật mình, người cũng cho rằng ta là phô trương thanh thế, ta dùng thần cách thề, sư phụ ta là tồn tại có thể so với thần vương, người giết ta, hắn nhất định sẽ đem người bầm thây vạn đoạn. Thần vương, lâm lạc lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, minh ngục chiến trường sẽ xuất hiện nhân vật cấp thần vương. Hắn là tới làm gì? Nếu quả thật có một vị tồn tại đáng sợ như vậy, già Lama còn cần đi khắp nơi giết chóc sao? Nhưng khi nhìn bộ dáng của già Lama lại không giống như đang nói dối hơn nữa thật muốn kéo tuyệt thế cường giả đi ra mà nói thượng thiên thần đã đầy đủ rồi cũng càng đáng tin cậy một ít làm gì lại biên ra thần vương chứ vậy đến nói vị thần vương này một chút ra lâm lạc nhìn về phía già la ma ta phát thể qua không thể lộ ra một chút sự tình về hắn nhưng hắn thực sự tồn tại già la ma kích động nói bởi vì giết chóc vô số hắn đối với sát khí vô cùng mẫn cảm lâm lạc nhún vai nói vậy giữ lại ngươi còn có cái ý nghĩa gì không không không, cảm ứng được sát ý kiên định của lâm lạc, già la ma biến sắc. Sư phụ ta là, bành, già la vừa mới muốn thổ lộ che giấu, đầu của hắn cũng ở trong nháy mắt nổ tung, ngay cả thần hồn cũng ở cùng một thời gian chôn vùi, thân thể không đầu ngã xuống đất. Thần hồn vừa chết, thân thể tự nhiên cũng mất đi hết thảy sinh cơ. Lâm lạc nhìn xem thịt nát vãi đầy mặt đất, lộ ra một vẻ do dự. Thoạt nhìn, già lama nói đúng nói thật, sau lưng của hắn xác thực có một tuyệt thế cường giả có thể so với thần vương. Hơn nữa cường giả này ở trong thần hồn của hắn hạ cấm chế, chỉ cần có ý thổ lộ ra tin tức gì có quan hệ vị cường giả kia sẽ lập tức xóa đi thần hồn của hắn. Vị kia đến tột cùng là tồn tại như thế nào, ngay cả danh tự cũng không để cho người biết rõ. Vì cái gì một tồn tại có thể so với thần vương muốn dừng lại ở trong minh ngục chiến trường như vậy? Đám thần vương lựa chọn nơi đây tiến hành minh ngục chiến tranh hiển nhiên là có đạo lý riêng, có lẽ là nguyên nhân vì cái gì vị cường giả kia sẽ xuất trong này. Đa tạ đại nhân tương trợ. Ngay thời điểm Lâm Lạc nghĩ đến nhập thần, hai nữ tử vốn phụ thuộc vào quý hạ chạy vội tới, nhao nhao quỳ bái, một bên dùng ánh mắt kiều mị nhìn xem hắn. Các nàng vốn là tán tu, không có thế lực gì có thể dựa vào, sau khi bị ép tiến vào minh ngục chiến trường, các nàng chỉ có thể bán đứng thân thể của mình, phụ thuộc vào cường giả cầu sống tạm. Ở bên trong tiểu đoàn thể của quý hạ, các nàng là kỹ nữ, chẳng những phải đồng thời hầu hạ sáu sơ vị thần nhị trọng thiên như quý hạ, có đôi khi còn phải bố thí thân thể cùng ba gia hỏa sơ vị thần nhất trọng thiên. Chương 1218, Cường giả thần bí 2, nhưng ai nguyện ý qua cuộc sống như vậy, nếu như có thể phụ thuộc Lâm Lạc mà nói, như vậy chỉ cần hầu hạ một mình hắn là đủ rồi, hơn nữa Lâm Lạc hiển nhiên muốn càng cường đại hơn, phụ thuộc vào cường giả như vậy chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Bởi vậy, hai nữ này tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh hạng nặng đến hấp dẫn Lâm Lạc. Đi thôi, Lâm Lạc hướng sự ánh tuyết vẫy vẫy tay tuy hắn biết rõ hai nữ nhân kia đi đến một bước này cũng là tình thế bức bách nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì hắn cần lưng đeo trách nhiệm này sao thật không có lực còn chưa bắt đầu chơi mà sư ánh tuyết từ trên người con cua rủ xuống hai bàn chân nhỏ trắng như tuyết bộ dáng cực kỳ đáng yêu nhưng ai có thể nghĩ đến thú sủng của nàng là huyết thú tạ ác không kém âm thi chút nào hai người đều là cao thủ nắm giữ không gian công pháp chỉ một cái lướt mình cũng đã không biết tung tích để cho hai nữ không khỏi thất vọng nhưng ánh mắt của các nàng cũng lập tức bỏ vào trên người ba sơ vị thần còn lại, đây là chỗ dựa vào mới của các nàng. Theo hiểu rõ tình huống của minh ngục chiến trường ngày càng nhiều, Lâm Lạc cũng càng ngày càng cảm thấy nơi này lộ ra quỷ dị, cũng không phải những thần vương kia nhàm chán đến ném đại lượng thần linh đến trong đó, lẫn nhau chém giết cho bọn hắn nhìn xem tìm niềm vui. Hắn ở trong phiến chiến trường huyết tinh này bốn phía du rắt, như cá gặp nước, tuy hắn không có ý kiếm giá trị giết chóc gì, nhưng luôn luôn có người đuôi mù chọc tới trên đầu của hắn, hoặc là loại có thể khinh thường thần linh cùng dai, hoặc ỷ vào nhiều người, nhưng bị lâm lạc giết một đám lại một đám, lại cố ý để lại mấy người sống tuyên truyền hung danh của hắn, ngắn ngủn ba năm sau, lãnh diện sát thần lâm lạc ngược lại coi như là có chút hít thanh danh ở trong minh ngục chiến trường, đơn giản không người nào dám trêu chọc hắn. Không nhận biết lâm lạc không có vấn đề gì, sát thần này có một đặc thù rất rõ rệt, là bên người có một tiểu cô nương cua lớn, hơn nữa tiểu cô nương này đồng dạng không dễ chọc, thời điểm khởi sướng hung ác thậm chí so với sát thần kia còn muốn đáng sợ hơn. Bởi vì hung danh lỗi lạc, vùng phụ cận lâm lạc cơ bản không có người dám trêu chọc, nhưng cũng có người không tin tà đi tìm hắn, muốn giết chết hắn để nhanh chóng thành danh. Tiêu diệt lâm lạc mà nói, có thể thay thế địa vị hung thần này, đã có hung danh như vậy lại lên cao hô hào, như vậy tất nhiên có rất nhiều người cam nguyện đầu nhập vào. Ở bên trong chiến trường, lực lượng một người có hạn, nếu có một đám thủ hạ cường lực, vậy chẳng những có thể có được năng lực cường đại tự bảo vệ mình, còn có thể hướng một ít đối thủ nguyên bản không có biện pháp chiến thắng khởi xướng khiêu chiến. Kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người lực lượng đại, cũng không phải mỗi người đều là xuất thân từ thế lực lớn, có thần khí mượn nhờ, có gia tộc lớn làm chỗ dựa. Bởi vậy, muốn ở địa phương quỷ quái này sống sót, thậm chí đạt được một vạn giá trị giết chóc ly khai, như vậy thành lập một chi đội ngũ xác thực là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như không thể ở trong đội ngũ này đạt được vị trí trọng yếu mà nói, như vậy là thuần túy thay người bán mạng, đừng nói đạt được giá trị giết chóc, dù là không bị trở thành pháo hôi đã coi như không tệ rồi. Chính là bởi vì như thế, mới có nhiều người muốn tiêu diệt lâm lạc như vậy, dẫm thi thể của hắn nhanh chóng thượng vị. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn giết chết lâm lạc, có chút tán tu của liệt hỏa thần quốc tạo thành đội ngũ hướng hắn phát ra mời, hứa dùng vị trí phó thủ lĩnh, nhị đương ra tương đối cao đến chiêu mộ hắn. Không ngoài dự tính, lâm lạc tự nhiên từ chối, có chút đội ngũ rất thức thời lui đi, có chút thì thẹn quá hóa giận hướng hắn phát động công kích, cho dù đồng nhất quốc không thể tùy tiện giết người, nhưng mà muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ thì không có vấn đề. Nhưng Lâm Lạc lại không để ý cái gọi là giá trị giết chóc, ai chọc tới trên đầu của hắn đều là một mực giết chết, sau khi mấy chi đội ngũ không thức thời cả đoàn bị diệt, hung danh của hắn cũng càng ngày càng vang dội, không chỉ là mấy nơi chú quân phụ cận truyền lưu truyền thuyết của hắn, ngay cả địa phương xa hơn chút ít cũng có người nghe nói qua tiếng xấu của hắn. Đối với cái gọi là thanh danh, Lâm Lạc tự nhiên không chút nào để ý, mà để cho hắn mừng rỡ chính là, trong thân nhân của hắn tiến vào thần cảnh ngày càng nhiều rồi. Triệu Ngọc Phi, Nghiêm Thanh, Nam Nhược Hoa ở sau khi tiến vào minh ngục chiến trường một năm liền thuận lợi đột phá, sau đó là Lăng Kinh Hồng, Thủy Doanh Tâm, người còn lại cũng nhao nhao đạt đến tinh đế cảnh, cách đột phá cũng không xa xôi rồi. Theo danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, đoàn đội hướng hắn rỗi ra cảnh ô lưu cũng càng ngày càng lớn mạnh, hôm nay thời điểm Lâm Lạc vừa mới từ một cái sơn cốc chật vật mà ra, mạnh mẽ chứng kiến ở phía trước ngoài 10 trượng có một thiếu nữ áo trắng biểu lộ lạnh lùng đang khoanh chân mà ngồi, trên đùi bầy biện một thanh trường kiếm, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ có thể như vậy ngồi trên một vạn năm. Thiếu nữ này là sơ vị thần tam trọng thiên, lại cho lâm lạc một loại áp bách cường đại, phảng phất trong cơ thể nàng bao hàm một thượng cổ thần thú, có thể tùy thời bộc phát ra lực sát thương đáng sợ. Cảm giác như thế, vô luận là vệ thập thất hay hoàng kim bàng giải cũng không có cho hắn qua. Lâm lạc sửa sang lại quần áo thoáng một phát, Trước kia ở trong sơn cốc hắn gặp được một mảnh tuyệt địa, đã tạo thành phiền toái cực lớn cho hắn. Hắn nhìn nhìn cô gái kia, cuối cùng chỉ coi như không thấy, tiếp tục đi tới. Cô nàng xinh đẹp, làm nô bộc của bản ma vương đại nhân như thế nào? Ngay thời điểm lâm lạc đi nhanh tiến lên, một thanh âm nhẹ giòn vang lên, thiếu chút nữa để cho lâm lạc lảo đảo té ngã. Sư ánh tuyết cười hì hì ở trên người hoàng kim bàng giải rủ xuống hai cái chân nhỏ, tiểu nha đầu chưa từng có quên mộng tưởng muốn thống nhất thần giới thành tựu đại ma vương áo trắng thiếu nữ mạnh mẽ mở hai mắt ra đồng tử là một mảnh hách người phóng xuất ra hào quang đáng sợ nhưng rất nhanh vầng sáng biến mất hiện ra một đôi đôi mắt sáng xinh đẹp nàng nhìn thoáng qua sư ánh tuyết lắc đầu nói ngươi không phải đối thủ của ta không có một tia kiêu ngạo phảng phất kể ra một sự tình bình thường con mắt của sư ánh tuyết sáng ngời nếu ta đánh thắng ngươi ngươi liền làm người hầu của bổn ma vương ngươi có thể đánh thắng ta ta làm nô bộc của ngươi lại có làm sao Áo trắng thiếu nữ thản nhiên nói, phần bình tĩnh này thật là làm cho người kinh hô. Phải biết nàng là sơ vị thần, thay đổi ai bị một tiểu nha đầu hư thần cảnh nói như vậy, xác định sẽ trực tiếp giết người. Tiểu bát, chúng ta xông lên, sư ánh tuyết cười ha ha, vỗ hoàng kim bàng giải liền hướng đối phương vào tới.